Rồi, rất là vui cho chúng tôi được trở lại với kênh Hoàng Quý Sơn, và tôi Hoàng Quý Sơn xin kính chào tất cả quý khán thính giả trên khắp Nam Châu đã thương yêu làn sóng Hoàng Quý Sơn, yêu thương là kênh Hoàng Quý Sơn. Và bây giờ thầy xin chào Nhung, xin Nhung gửi lời chào đến tất cả các quý khán giả. Con kính chào thầy ạ. Và Huyền Nhung cũng một lần nữa rất vui khi được quay trở lại cùng với quý vị trên livestream của Hoàng Quý Sơn Channel. Và đây là một số cực kỳ đặc biệt, gọi là hôm nay thầy rất là ưu ái vì chủ đề phá thai cũng như là khắc khẩu khẩu nghiệp. Tối hôm qua chúng ta livestream vào lúc 21 giờ Việt Nam á, thì được rất nhiều quý vị quan tâm và gửi những câu hỏi vào hộp thư của fanpage. Chính vì vậy thầy Hoàng Quý Sơn có ưu ái cho chúng ta sẽ có thêm 60 phút nữa để gặp gỡ và trò chuyện cùng với thầy. Xin mời tất cả quý vị hãy lên vào bấm like và share cho livestream này nhé. Cảm ơn tất cả quý bạn. Trước khi con gửi đến thầy khoảng 18 câu hỏi còn tồn đọng thì 18 câu hỏi. dạ đúng Đây là thì, mình cũng phải ráng 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 làm nhanh lắm á. Con có xem lại cái livestream ngày hôm qua về cái phần mà câu hỏi mini game là bạn Đặng Gấm là người may mắn được thầy lên quẻ để trả lời về cái vấn đề là có mua nhà được trong năm 2020 á, thầy có nhớ câu hỏi đó không ạ? Đúng rồi, có nha. Thì Gấm. cái giờ động tâm mà bạn Gấm gửi cho chúng ta là lúc 10 giờ 29 phút là ngày 18 tháng 9. Đúng. Nhưng mà hôm qua thì xong cái phần trao đổi thì cái này thầy đã hỏi là có phải là sáng hôm nay không, thì con bị nhầm lẫn, con nói là đúng là sáng sáng tức là tối hôm qua là sáng hôm qua, thì con sợ là quẻ nó bị nhầm. Hôm nay con xin phép được nhắc lại để có gì thầy giúp cho bạn Đặng Gấm được một cái phần giải đáp nó sát hơn. Rồi. Cái này đó, ngày xưa mà khi mà thầy còn mở thầy khi thầy mở cái web gọi là cái web tử vi lý số .com, .org, .net đó, thì nó cũng có những cái trường hợp nhầm lẫn như vậy đó. Thì lúc đó đó có nhiều người họ cũng ngạc nhiên lắm, họ họ cứ thấy thầy nhầm lẫn mà sao thầy tỉnh bơ. Thì thầy thầy hay nói với họ như thế này nè: khi mà quý vị hỏi tôi về một cái việc gì đó, mà nếu quý vị cho tôi cái thời gian đúng hết, mà tôi xem đúng hết cho quý vị, thì đôi khi nó còn cũng có cái chuyện trật. Nhưng mà nếu quý vị cho tôi cái thời gian nào đó và tôi vẫn cứ tiếp tục lập nó sai hoàn toàn với những gì quý vị cho, thì cái cơ hội mà tôi nói trật đó là hầu như không có. Thì họ hỏi tại sao lại có lạ vậy. Tôi nói ừ, tại vì một khi mà nó đã được định đặt mà để nó lập ra cho sai đó, tức là nó đã có một cái sự chi phối bởi một cái lực nào đó để mà nó bắt buộc tôi phải nói trúng. Nếu không thì bắt buộc là tôi phải đưa vào đúng ngay cái vị trí. Có thể là quý vị nhớ lầm hoặc là vì một lý do gì đó, nếu tôi lập cái quẻ đó lên đó, thì tôi sẽ nói đúng theo cái quẻ đó thì nó sẽ trật cho quý vị. Nhưng mà nếu tôi đã lập sai đó thì từ hồi nào giờ chưa bao giờ có trật hết. Hễ tôi lập sai là tôi nói phải trúng vậy thôi. Cho nên vấn đề đặc biệt nó ở đây. Và sau này đó, tại tại vì thầy làm 10 năm như vậy, thì cứ mỗi lần hễ mà thầy họ báo cho thầy là họ đã đưa sai ngày giờ chẳng hạn, thì lần nào ra nó cũng đúng hết. Cho nên riết được từ từ họ tin là cái lời nói của thầy là đúng sự thật. Không, mà thật, tại vì đối với thần minh đó, sự thật nó là như vậy đó. Chứ có những cái sự mà họ lồng vào đó để mà họ thay đổi, mà mình hoàn toàn mình không có thèm để ý gì hết á. Mình chỉ biết là anh đưa tôi vậy, tôi coi vậy, mà tôi coi là vậy là nó phải trúng. Cho nên cái cơ hội mà khi mà đưa cái ngày giờ trật đó là mình đoán là nó phải trúng thôi. Cho nên không có phải lo. Ok, Như vậy thì màu nhiệm chỗ đó đó. như vậy thì con cũng yên tâm rồi, là những cái gì mình góp ý cho bạn Đặng Gấm là cũng bạn không cần phải hoang mang. Thầy ơi, con có trước khi bắt đầu câu hỏi đầu tiên thì con có một cái đề nghị như thế này. Hiện tại thì con đang có là 18 câu hỏi từ tất cả quý vị về hộp thư của mình. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ không có hạn chế 60 phút hay 100 phút gì hết. Mình cứ giải đáp hết 18 câu hỏi là mình nghỉ được không ạ? Ok, thầy rảnh mà. Thầy đúng đâu phải rảnh. Khoan khoan, để thầy trở lại cái này một chút xíu về cái vấn đề mà coi 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 quẻ trật nha. Nó không phải chỉ quẻ không đâu, mà ngày xưa khi thầy xem tử vi á, thầy xem tử vi nha, lá số tử vi là lá số tử vi là phải đúng năm tháng ngày giờ đúng không? Dạ đúng. Thế họ vô họ đưa cho thầy là cái năm tháng ngày giờ là năm tháng ngày giờ dương lịch. Dạ. Rồi thầy lập cái lá số bằng dương lịch thầy coi luôn,
chứ không có lập đổi qua âm lịch gì hết, tại mình lộn mà mình nhầm mà. Đó. Yeah. Thì khi mình nhầm như vậy là mình coi cái lá số của ai đâu á, tào lao nào đâu, chứ đâu phải của người ta, đúng không? Yeah. Nhưng mà thầy đoán từng chi tiết nhỏ nhặt đó hết, đoán đâu đó là ôi rất là hay. Xong rồi cái họng họ đi về, cái mình coi lại lá số, mình nói thôi chết mẹ rồi, trời ơi, bây giờ người ta đưa cho mình cái ngày dương lịch mà mình đã lập ngày này, mình coi bằng dương lịch, ôi cha mẹ ơi, vậy là tiêu rồi. Nhưng mà tại vì mình là họ tới với mình là tại vì họ thấy cái sự nổi tiếng của mình, họ yeah. biết được cái danh tiếng của mình, mà bây giờ yeah. mình đi nói với họ là mình là một ông thầy danh tiếng vậy mà coi cái ngày giờ nó trật á, thì còn gì mình nữa. Thôi ráng nhịn, nghĩa là đau khổ lắm nhưng mà phải ráng chịu chịu đựng. Xong hai tuần sau họ trở lại nói thầy ơi, tôi công nhận chưa hồi nào giờ tôi chưa bao giờ có ai mà nó gọi là siêu phàm giống như thầy được hết, là tại vì tất cả những cái gì thầy đoán nó trúng từng cái chi tiết nhỏ nhặt. Lần thứ nhất mình nghe mình thấy cũng lạ lạ, ủa sao lạ vậy ta, mình coi trật hoàn toàn cái lá số mà sao nó trúng dữ vậy nè. Thế nhiều lần sau nó đều xảy ra như vậy, thì từ cái chỗ đó thầy mới nói là à, thế ra khi mà đối với cái tâm chân thành ấy, thì dù mình có làm trật nó cũng thành đúng à, mà tại vì nó có những cái sự chi phối bởi những cái thế lực ở bên ngoài để mà nó làm cho mình phải như vậy thì mình mới có thể nói đúng như vậy, còn nếu không mình sẽ không làm được. Cho nên đối với cái tâm Phật đó, đối với chân tâm đó, là nó không có trúng trật, chỉ hãy anh chí thành anh làm việc trật nó cũng đúng nữa. Cũng giống như bây giờ anh không biết mặc quần đùi lại Phật là có tội, anh cứ mặc quần đùi anh lại cũng chả có sao hết, nhưng mà dĩ nhiên là khi mình biết thì mình chỉ cho người ta để người ta tránh. Yeah. Chứ còn với cái lòng chí thành thì giả thuyết thầy đặt một cái thí dụ là như một cái người mà họ rất là nghèo, họ chỉ không có quần, họ chỉ có cái quần đùi họ mặc thôi chứ không có cái áo nữa, vậy không lẽ bây giờ cấm họ tuyệt đối không được lại Phật à, đúng không? Với tâm chí thành họ vẫn đến trước mặt trước tượng Phật họ lại Phật bình thường, tại vì tâm của họ là chí thành mà, họ đâu có nghĩ cái lúc họ lại họ đâu có nghĩ là họ ở trận gì đâu, họ đâu có nghĩ là họ mặc quần đùi gì đâu, thấy chưa? Thành ra hệ với cái tâm chí thành dù anh làm trật nó vẫn đúng. Yeah. Chẳng qua là tại vì biết cái điều đó, nếu anh có cơ hội, anh có phương tiện mà anh không làm đó thì nó uổng, cho nên tôi nói cho anh biết vậy thôi. Yeah. Yeah. Okay. Rồi. Yeah. Con hiểu là con hiểu rõ hơn cái phần hồi nãy rồi ạ. À. Rồi, rồi. Bây giờ con sẽ gửi đến thầy câu hỏi số 1, vì đây là cái chủ đề nhạy cảm nên con sẽ không có nêu tên của câu hỏi, nhưng mà câu này thì con chọn số 1 tại vì nó khá cấp bách nè thầy, nó đang là cấp bách luôn. Okay. Thầy, vợ chồng con không được hạnh phúc, con có chót quan hệ với người yêu cũ và có thai, điều này con thật sự hối hận. Hiện tại con rất hoang mang với cái thai, con không dám phá thai mà cũng không muốn mất gia đình. Xin thầy cho con lời khuyên, con đang rất hoang mang. Việc này đang xảy ra luôn. Tại vì cái chuyện này đó, nếu mà thật sự cái sự kiện này nó đã có xảy ra với một cái cô mà trước đây, cũng đâu 2 năm rồi đó, là cũng nhờ thầy hỏi. Và cái cô này đặc biệt là cái anh chồng đó, ảnh rất là tốt, ảnh biết cô này là ngoại tình và có con với người ta, và gia đình của ảnh cũng biết luôn. Thì cái vấn đề là ảnh vẫn chấp nhận để cho đứa con được sinh ra, nhưng mà khi đứa con nó sinh ra đó thì nó lại bị cái bệnh ung thư gan rất là nặng, cái bụng của nó to như vậy và chữa cho tới bây giờ vẫn chưa chữa được. Thì giống như là cái nghiệp của người mẹ đó, cứ phải mang phải nơ theo. Và cái anh chồng này anh tốt đến cái độ là để mà có thể thay thay gan đó, xin lỗi, thay thận chứ không phải bệnh ảnh, cái đứa bé nào nó bị bệnh thận thì ảnh sẵn sàng ảnh chấp nhận bỏ một, tức là tặng cho nó một cái thận, hiến một cái thận cho cái đứa con oan gia của ảnh. Thì mình mới thấy được là trên đời này nó có những người đàn ông họ vĩ đại tới như vậy đó. Rất là hay, anh phải công nhận là cái người mình đáng phục. Nhưng mà cái điều mà muốn nói ở đây là bây giờ nó có xảy ra cái tình trạng như vậy thì cái chuyện đương nhiên là cổ cũng phải tiếp tục giữ đứa con, và rồi cho dù chuyện gì nó xảy ra thì cổ phải hoan hỷ chấp nhận. Tại sao cổ phải hoan hỷ chấp nhận? Là bởi vì đó là cái việc, sự việc mà mình đã làm thì mình phải đối mặt với nó, mình phải dám đối diện với nó chứ mình không trốn tránh được. Đã. Chúng ta bất kể là chúng ta có tu hay không tu, không cần biết, sự kiện nó sẽ không có đau khổ giống như mình nghĩ đâu. Nè, nếu mà mình nghĩ nó đau khổ đó thì mình luôn luôn né tránh. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn né tránh bằng cách là mình đi phá thai cho nó khỏi dứt khỏi cặp mắt của mọi người soi mói, thí dụ vậy.
nó chỉ làm cho mình tồi tệ hơn thôi. Bởi vì sự tình là con người chúng ta không thể sống láo, không thể nói láo, không thể sống láo. Thành ra hễ mình nói láo trên một việc thì mình phải tìm nhiều cái cách khác để mình tiếp tục nói láo hoài. Cuộc đời của mình nó chỉ có xấu dần đi chứ nó không thể tốt lên được. Còn khi mình chấp nhận nó rồi đó, thì bất kể việc gì nó xảy ra, mặc kệ nó, hãy hoan hỷ chấp nhận nó một cách bình thường, coi như cái chuyện đó là chuyện tất nhiên nó phải tới. Tại vì mình ngoại tình thì chồng phải bắt gặp. Đừng có mong rằng mình đi ngoại tình để chồng bắt gặp, loại chuyện vô lý. Hay là mình đừng có mong rằng mình đi ngoại tình vợ không bắt gặp. Đó là cái, những cái suy nghĩ rất là sai lầm. Ok. Mà thí dụ đã như vậy rồi thì sao, có thay đổi được gì không? Nếu mình thấy nó không thay đổi được thì mình phải chấp nhận tất cả những cái gì tới để nó tới. Chuyện nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nói như vậy không nghĩa là giống như ngày xưa lúc mà thầy còn trẻ cũng cũng có những cái trường hợp mà họ tới hồi mời mời mọc thầy giống vậy. Thầy chỉ về thầy bỏ thời gian ra thầy suy nghĩ 2 ngày 3 ngày như thế này. Mình có thể đi chơi với người đó được không? Có thể được nhưng cũng không được, nó vô lý. Mình có thể làm gì với người này được không? Cũng có thể được mà cũng không không được. Là tại sao? Tại vì mình cũng thế, không thể nào làm cái gì mà mình giấu người ta được. Thế thì nó có cái lý do gì mà để người đó offer mình mà mình cảm thấy thích thú được? Ôi thôi quên qua bên đi, thôi hồn ai nói vậy đi, chuyện của tôi để tôi sống cho nó khỏe, không không có chuyện đó đâu, tôi thương vợ tôi lắm, không nghĩ tới chuyện đó. Tầm bậy tầm ba, mặc dù cô có muốn, cô có cần, cô bảo cô không muốn gì hết, kệ thôi, đi chỗ khác đi, mình làm bạn là tốt rồi đấy. Sẽ tại vì khi mà mình nhìn vấn đề mình phải nhìn thực thụ như vậy. Mình có thể dẫn người này đi chơi được không? Không. Bởi vì hãy có dẫn đi chơi, người như mình đi ra ngoài ai cũng biết hết, thì tất cả mọi người phải biết thôi. Vậy cái chuyện này nó vô lý rồi, không thể làm được. Mà mình có thích cái này không? Cũng không. Thì đành rằng cô đó đẹp thì có đẹp thì hấp dẫn không? Hấp dẫn. Hấp dẫn hơn vợ mình nữa, nhưng mà ổn, hấp dẫn thì hấp dẫn, đâu phải vợ mình đâu. Mình chỉ cần vợ mình thôi. Thế là tự nhiên tự động mình gạt nó qua bên, đúng không? Đó là người ta tới, người ta mời mọc, mà trên đời này làm gì có cái chuyện miễn phí chứ. Không có cái vụ gì mà cho không hết á. Dù là mời mọc nhưng mà nguy hiểm lắm, được đó. Vậy thì có nghĩa rằng là lời khuyên của thầy dành cho vị khán giả này là bằng mọi giá là phải giữ lại cái thai đó. Và chấp nhận. Có thể là như thế này cho nó rõ hơn nè thầy, giữa một việc giết người và một việc là mất gia đình. Là nếu mà chồng của chị này phát hiện ra thì có khả năng là gia đình sẽ tan vỡ. Thì giữa một cái việc mà tan vỡ gia đình và một cái việc giết người thì chúng ta nên chọn cái việc thà là mất gia đình còn hơn là giết người, đúng không anh em? Nếu mình nói như vậy thì nó cũng đúng, nhưng mà nó chưa có xác. Là bởi vì như vậy, cái giết người là chuyện đó mình không thể làm rồi. Còn cái vấn đề mất gia đình là khi anh đã chấp nhận ngoại tình thì anh phải biết cái đó là cái chuyện đương nhiên nó phải tới. Dạ. Thế cho nên mình không thể so sánh rằng là giết người và mất gia đình là mình phải chấp nhận không giết người mà chấp nhận mất gia đình. Không phải, khi anh đã ngoại tình có nghĩa là anh đã chấp nhận cái sự đổ vỡ đó rồi. Thế cho nên bây giờ nó không có vấn đề gì để mình phải bàn nữa hết. Có nghĩa là nếu anh đã chấp nhận điều đó rồi thì khi nó tới anh phải hoan hỷ. Tại vì chính anh là cái người tạo ra mà. Dạ, con hiểu ý của thầy rồi ạ. Rồi. Chúng ta sẽ đến câu hỏi thứ hai. Con chào thầy, con muốn hỏi hiện tại thai của con đã được 31 tuần, bé bị giãn ruột nhiều và có một nang ngay giữa não. Bác sĩ yêu cầu chọc ối nhưng con không chọc vì nghĩ dù con có thế nào cũng là cái duyên và mình cũng sẽ cố gắng cùng con. Không biết là bé nhà con bị như vậy thì có thể niệm chú như thế nào để giúp cho bé khỏe mạnh bình an không ạ? Cái này đó thì thật ra nó dễ thôi. Nếu mà cổ đã từng trì chú Đại Bi thì cổ cứ tiếp tục trì chú Đại Bi, cầu nguyện với Đức Quan Âm. Còn nếu cổ chưa bao giờ tu trì gì hết thì cái việc đơn giản nhất là cổ có thể trì cái chú Dược Sư, là cái chú nó ngắn nhất. Và sau khi cổ trì chú Dược Sư một thời gian đó nha, thì cổ ráng cổ ăn chay trong vòng 7 ngày. Rồi cổ đi thắt chỉ ngủ gút, đi gút cái chỉ ngủ sắt đó, cổ thắt gút chỉ ngủ sắt. Thì cái cách mà cổ muốn làm được cái điều này, nó cổ chỉ cần vào trong làng tao, cổ gõ cái chữ Quang Vinh, rồi cổ hoặc là cổ gõ cái chữ là thắt chỉ ngủ sắt, thì như vậy là cổ sẽ biết cái cách để mà cổ cầu nguyện với 12 đại tướng Dược Xoa. Thì cổ làm cái điều này và cổ trì chú, rồi cổ niệm Phật Dược Sư một thời, cho tới cái ngày mà cổ sinh thì mọi thứ nó chắc chắn là nó sẽ ổn hơn. Bởi vì cái điều này, những cái thứ xảy ra giống như cổ đó ở trong 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 làng ta nó quá nhiều.
Đây là chuyện bình thường thôi, không có gì phải đáng lo hết. Nhưng mà nếu sợ là không được nha. Cổ suy nghĩ của cổ là hoàn toàn chính xác rồi đó, tức là không nên làm cái gì hết đó. Bởi vì có làm gì cũng phải giữ, thế thì đi làm gì, cho mình lo mình sợ. Cho nên cái việc là mình cứ việc mình tu thôi và không sợ gì hết thì mới được, còn để sợ là không được. Dạ, với câu hỏi thứ hai này thì vị khán giả này nên là mình tâm bình an và làm mình theo là... ở trong làng ta, phải không nè? Đúng vậy. Dạ. Rồi câu hỏi này là con cảm thấy là con bị xoắn não nè thầy. Nếu một người phụ nữ bị tật bẩm sinh không thể mang thai được, người này họ quyết tâm tu nhưng không thể có con được nữa, ví dụ như không có tử cung hoặc là không có buồng trứng, thì làm sao mà có được? Xin thầy giải thích cho con hiểu. À, cái chuyện đó là cái chuyện thật ra nó không có gì xoắn não hết đó. Đây nó chỉ là một cái sự cố chấp của một bà mẹ, tức là giống như là cái chuyện mà mình biết chắc chắn rằng là bây giờ người không có chân nhưng mà quyết định là cứ trong lòng đó là nhất định làm cách nào để mà mình mọc chân ra để đi, thì cái điều này là cái điều vô lý, không thể được. Chúng ta tu là chúng ta phải sáng suốt, trí tuệ của chúng ta nó phải được khai mở để chúng ta thấy được những cái sự thật của vấn đề. Ví dụ như không có tử cung, người mẹ không có cách gì có thể mang thai được cả. Thế thì nếu mà người đó thật sự muốn thì có phải bắt buộc phải đi nhờ người khác thôi, đúng không? Nhưng mà thí dụ có những bà mẹ bà nhất định bà không, tôi không có thì không có, nhưng mà tôi muốn có con thôi à, chứ tôi không muốn nhờ ai khác. Thế thì như vậy là nó đã thể hiện cái người này nó đã quá sức là cố chấp. Hoặc giả thí dụ nữa, ví dụ như người này bây giờ họ đã là 50 mấy tuổi rồi, chẳng hạn như họ đã là 53, 54, 55 tuổi rồi, nhưng mà họ cứ từ cái lúc nhỏ cho tới cái lúc bây giờ họ vẫn cứ quyết định là đã ngoài 50 rồi, họ vẫn cứ muốn có con, làm sao có được. Cho nên những cái vấn đề này hay là cái cách hỏi đó thì mình đã thấy là do cái người mẹ này quá sức cố chấp, tức là quá sức ham muốn về một cái gì đó. Mà đối với nhà Phật đó, hệ cái sự ham muốn và cố chấp của mình nó ràng buộc như vậy đó, đó nó gọi là bệnh. Dù không bệnh nó cũng trở thành bệnh nha. Thành ra đó là cái điều không nên, hoàn toàn đừng có cố chấp như vậy. Cái chuyện có con là được rồi, nhưng mà giả sử như mình không có con tự mình sinh ra mà mình nuôi một đứa con nuôi, mình thương yêu nó giống như con mình, thì nó có cái vấn đề gì đâu. Tại vì khi mà chúng ta không hiểu đó thì chúng ta cứ nghĩ con chúng ta, tôi đẻ ra mà nhất định nó là phải con tôi, con của chồng tôi thì chưa chắc nhưng mà con tôi là chắc chắn. Cũng giống như cháu nội á, thì còn có thể là chưa chắc là cháu là con cháu ông đâu á, nhưng mà ông ngoại tao nói tôi biết chắc chắn á, thằng con nó hay thằng đó nó là cháu tôi là chắc rồi, tại vì con tôi đẻ ra mà, đúng không? Nó có thể nó đi lấy không phải con không, nhưng mà nó con nó là chắc chắn là của tôi biết chắc chắn như vậy. Nhưng mà vì chúng ta nghĩ như vậy là nó sai rồi, bởi vì thật sự đúng với cái những cái gì mà trước mặt mình thì hoàn toàn là chính xác, nhưng mà bằng chứng mình bảo rằng ồ nếu nó là con mình tại sao nó lớn lên nó giết mình, bằng chứng nó là kẻ thù của mình chứ nó đâu phải con mình đâu. Nó chỉ đầu thai làm con mình để nó mới có cơ hội nó giết mình được, nó mới gần gũi mình. Hoặc là ví dụ mình là cái người thiếu nợ nó thì nó phải đầu thai nó làm con mình để chi, để nó xài hết tiền bạc của mình đâu dám la rầy nó đâu, nó đi hút sách nó làm bất cứ chuyện gì mình cũng vui vẻ mình trả cho nó hết, đúng không? Thế thì rõ ràng nó đâu phải con, nhưng mà trong cái đầu óc của mình vì mình không thấy được, mình cứ cho ồ đây là con tôi, đây là con tôi phải thương nó hết chứ. Còn có những người con nuôi thật sự nó là con mình, đời trước nó là con mình rồi, cho nên hoặc là đã có cái nhân duyên với mình rồi thì đời này nó trở lại nó làm con nuôi mình, nó thương yêu mình hết sức, nhưng mình lại không muốn, tại vì mình không đẻ ra được nó cho nên mình không thấy, mình không thương. Còn cái đứa mình đẻ ra nó kẻ thù của mình lại thấy mình thương, thấy chưa, thấy đời nó quái quá không? Rồi ok, cho nên vậy trả lời cho tôi phải tháo gỡ cái sự cố chấp đó đi, và mình đúng hãy vậy. Thay đổi cái suy nghĩ, không phải là đứa con mình mang nặng đẻ đau thì đó nó mới thực sự mới là con của mình. Và đối với những cái trường hợp này thì các anh chị có thể là nhận một đứa bé về nuôi, dù là nhận là con nuôi, nhưng mà mình phải yêu thương nó, phải thương yêu nó chân thật. Và thường cái này là không phải tất cả, nhưng mà có thể nói là tới khoảng 95-99% những cái bà mẹ mà không thể sinh con được, khi họ đi nuôi, họ nuôi một đứa bé và họ thương yêu cái đứa bé đó, thì trong cái thời gian cái tuổi của họ mà còn mang thai được đó, thì thường là sau đó họ sẽ có thai thôi. Có thể nói là 90-95% là nó sẽ là như vậy.
rất hiếm khi nào mà những bà mẹ mà bà thương cái đứa con nuôi như vậy và đem sinh những đứa con nuôi như vậy rồi không có con lắm, ít lắm, cái đó rất ít. Còn hễ sinh xong nuôi xong là tự động có con. Tại vì sao? Tại vì mình đem cái lòng từ bi của mình đó, mình thương cái đứa bé đó, thì giống như thầy nói đó, khi cái tâm mình an lạc đó, nó sẽ tạo ra cái chất nước hóa học. Cái chất nước hóa học mà gọi là cái nước, chất nước hóa học cam lồ đó, nó có thể nó tiết ra và nó làm cho tử cung của người phụ nữ đó có thể nó trở thành bình thường trở lại. Mặc dù trước đó bệnh gì không cần biết, nhưng mà sau khi cái chất nước đó nó tiết ra là tự động nó hết thôi, thành ra vẫn có con bình thường. Mà cái này, cái chuyện này là ai cũng biết chứ không phải là thầy nói kiểu mà khơi khơi hay là mở, hay là nói cái chuyện nó có vẻ nó mình khó tin quá, ai cũng biết hết á, đó là chuyện có thật. À vậy là con biết rồi, con thấy nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn á, đến khi mà đi đi coi bói á thầy, cái thầy bói nói á về sinh đứa con nuôi đi thì sẽ săn được đứa con nữa, là nó thì ra nó đây là lý do. Lý do nó là như vậy, mà tại vì họ mấy ông thầy bói ông có ông đâu có biết về mấy cái tâm linh đó mà dạ, mà để ông giải thích cho người ta hiểu. Dạ. Dạ là con cảm ơn thầy đã giải đáp câu hỏi số 3. Chúng ta sẽ qua đến câu hỏi số 4. Con nhớ cái câu hỏi số 4 này là của một khán giả nam và có cái avatar hình là nam giới, để hỏi như thế này à. Trường hợp phá thai khi chưa biết Phật pháp thì bây giờ nên xử lý thế nào ngoài việc tu tập và hồi hướng cho thai nhi bị phá bỏ? Thì nếu mà chưa biết thì cái lúc đó nói như vậy không có nghĩa là chưa biết là không có tội. Thì thường thường tâm lý người ta hay nghĩ là ô chưa biết là không có tội, nó không phải. Giống như thí dụ như bây giờ một đứa nhỏ nó không biết rằng là nó bốc lửa là sẽ bị phòng tay, đúng không? Thế thì khi nó bốc lửa rồi nó vẫn cứ phòng tay thôi, chứ đâu thể nào mà nó không biết nó bốc thì nó không phòng, vẫn phòng đấy. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện mình không nói, việc mình làm sai là nó vẫn đã sai rồi, ok. Nhưng mà bây giờ khi cái hồi hướng này của mình hay là cái tu tập sám hối của mình đó, là mình phải đem hết cái sự chân thành sám hối của mình, là mình muốn cho tất cả những người mà còn u minh, còn u mê, chưa biết được những cái điều hay lẽ phải về cái, hay là những cái tai họa về phá thai. Tại vì thường thường đó, những cái cặp vợ chồng mà họ phá thai đó, cơ hội mà họ còn ở được với nhau có thể nói là chỉ 0-1% thôi, khó lắm. Trước sau rồi họ cũng sẽ có cách mà họ phải chia lìa nhau thôi. Thành ra những cái điều này đó là mình biết nó xấu, thì khi mà mình biết nó xấu rồi mình phải đem hết cái tâm thành đó để mình mong mỏi mình giúp cho tất cả những người khác khi họ chưa biết, để mà họ có cái cách họ biết và họ làm theo, để cho cuộc đời họ nó không phải đi vào cái ngõ cụt giống như mình. Đó gọi là sám hối, chứ không phải là cái chổng mông mà cứ lại sám hối, gọi là lại sám hối không. Cái lại sám hối mà anh lại sám hối đó nó có tác dụng chứ nó không có tác dụng. Nhưng nếu cái tâm anh không mở ra được thì cái lạy sám hối này, cái mục đích là để gọi là anh cầu mong cho anh đừng có bị tai họa đó, thì xin thưa cái đó nó không phải là sám hối. Sám hối tức là anh phải bỏ cái lỗi lầm này và anh phải mong cho những người khác họ không gặp như trường hợp như anh. Trong đời thầy có một người phụ nữ mà đã từng hỏi thầy mà thầy không chỉ nha, nhất định là hỏi gì thầy cũng không chỉ, là cái cô này cô đã từng phá thai 8 lần. Mà trong cái vấn đề của phá thai 8 lần thì thôi nó cũng không có gì để mình nói, nhưng mà cổ bảo rằng là ngay cuộc đời của cổ bây giờ cổ không có cái gì xấu hết. Nhưng mà vì cổ có 2 đứa con cho nên là cổ sợ rằng cái cổ phá thai này đó đi giống như nhiều người người ta nói lại đó, là nó sẽ có hại cho cái con cái của cổ. Yeah. Hoặc là về sau đó nó sẽ có nhiều chuyện không tốt cho cổ. Chính vì như vậy cho nên cổ muốn làm thầy chỉ cho cổ cái cách làm sao mà để cho cổ không có bị giống như là không có bị nghiệp đó. Thì thầy nói không, cô có làm gì cô cũng bị nghiệp thôi, vì cô phá thai 8 lần là giống như mổ heo rồi, đâu phải giống như là chuyện bình thường nữa, đúng không? Nếu mà cô nói 1 lần 2 lần thì cái này là do cô phạm sai lầm, nhưng mà cái đó nó cũng dù cho cô có mổ cô có bỏ 8 lần hay 10 lần, cái đó nó cũng không có gì để mình bàn về việc nó đã xong rồi. Thầy nói là thầy chỉ nói chuyện về tương lai chứ thầy không có muốn nói về những cái quá khứ, những cái chuyện mà họ đã làm rồi mình đâu có thay đổi được, đúng không? Nhưng mà bởi vì trong cái tâm tư của cô này đó, là cũng vẫn thích ăn sỏi ở thì, có nghĩa là mục đích tu là để cho đừng có bị trả nghiệp, chứ không phải là chấp nhận là bây giờ con đã phá thai 8 lần rồi thì con biết chắc chắn là con phải xuống địa ngục, thí dụ vậy. Cho nên con hoan hỷ, bây giờ thầy chỉ cho con cái cách tu làm sao đó để mà con có thể xóa bỏ được cái này.
chứ không phải là mục đích con tu để làm sao cho đừng có phá mấy đứa em nó. Thấy chưa? À, cho nên nó cũng tùy theo cái cách, cái suy nghĩ của người đó, vì cái tư tưởng của người đó nó đã sai như vậy rồi, mà nếu mà mình thầy nói với nó là ô để thầy chỉ cho cái cách tu làm sao mà để cho đừng có đọa địa ngục, hay là tu làm sao để chuyển nghiệp, như vậy là mình đã hướng họ đi sai con đường rồi, cho nên thầy tuyệt đối không chỉ. Thầy nói cái chuyện đó cô có làm gì cô có làm cũng xuống địa ngục thôi, không có thoát được. Tại vì ngay cái tư tưởng mà cô nghĩ rằng cô tu để cô thoát đó, là đã thấy cho thấy là cô không phải là cái người thành tâm nhá. Thầy, vậy thì ngoài cái việc mà tu tập và hồi hướng thì có cần làm cái gì thêm không ạ? Phóng sanh. Tại vì mình đã sát sanh mà, mình đã sát sanh là bắt buộc cái nghiệp mình phải trả bằng cách là mình sẽ bị bệnh tật gì đó. Thì bây giờ mình phóng sanh để mà mình hóa giải cái nghiệp sát sanh. Nhưng mà phóng sanh đây có nghĩa là mình phải khởi một cái tâm là không sát hại, chứ không phải là nó ô nghe ông thầy nói phóng sanh là thế, là bây giờ là mình cứ vậy là mình ra mình mua cá, mua tôm, mua đủ thứ cá cái để mình phóng sanh, nhưng mà rồi về đó mình làm cá mình ăn, bắt bờ đi mua cá sống để ăn tiếp, con gì mình cũng ăn, những con mình phóng sanh mình đều ăn hết, vậy sao gọi là phóng sanh? Phóng sanh có nghĩa là từ trong tâm mình phải không muốn sát sanh. Thí dụ mình không cần mua cá mua gì, nhưng mà mình thấy một con ong nó vào nhà, mình bắt ong đem ra mình thả. Đó, giống như mới nãy đó, thầy bắt con thầy là con gái thầy nó rất sợ ong, nó sợ tất cả các côn trùng, tại vì nó thấy ghê, đối với nó thấy ghê. Nhưng mà thầy bắt ong xong, thầy ra thầy trì chú xong, thầy kêu nó ra đứng kế bên thầy trì chú dược sư giống như thầy luôn, nó ra nó cũng đứng nó đọc với thầy, đọc xong rồi thầy quy cho con ong xong, thầy nói mở ra cho con ong nó đứng đó, nói con thấy không, Baby vẫn có thể nói chuyện với con ong nè, nó đâu có bay đâu, thấy chưa, nó cũng đâu có tới nó chích con đâu, nó cũng đâu có chích Baby đâu, tại sao Baby có thể nói chuyện với con ong được mà con lại không nói được? Nè, bây giờ mình cho nó đi thì nó sẽ đi, thấy không, làm xong hết quy rồi cho nó đàng hoàng hết, giờ nó đi nè con thấy không, nó có hại gì con, nó đâu có làm gì con đâu, nó đâu chích con, nó không đụng gì hết con, tại sao sợ? Đó, thì những cái đó gọi là phóng sanh, chứ không phải mình cứ ráng mình tìm đủ mọi cách để mình mua cá xong rồi mình đem xuống hồ ao mình thả xong cái người ta bắt lên con cá nó nhừ tử, đây là mình không phải phóng sanh mà mình đang hành hạ con cá. Dạ, đúng nha. Thành ra cái vấn đề phóng sanh là nó phải từ trong cái tâm mình làm, là mình phải mong được cái sự lợi ích mà cái con vật mà nó được phóng sanh nó phải được hạnh phúc, nó phải được an lạc, nó phải được hạnh phúc, nó hoan hỷ, thấy không, chứ không phải là mình cứ bắt nó xong thả xuống kia bắt lên đem lên bỏ lên người ta lại mua nữa đem thả xuống bắt lên, vậy là mình hành hạ cá chứ đâu phải là mình phóng sanh cá đâu. Dạ đúng rồi. Vậy thì làm những ai đã có những mắc phải cái lỗi lầm do mình vô minh gây ra đó là phá thai, thì ngoài việc là tu tập hồi hướng thì chúng ta có thể làm một cái việc nữa là phóng sanh đúng nghĩa. Phóng sanh đúng nghĩa. Thầy ơi, hồi nãy trong cái phần giải thích của thầy á, thầy có kể về một cái trường hợp cái chị này là phá thai hết 8 lần và chị sợ bị nghiệp, tức là bị đày xuống địa ngục. Thì thầy nói một chút xíu về cái câu chuyện kinh dị về địa ngục đấy ạ. Thầy chưa xuống đó, bữa nào thầy xuống là thầy về thầy kể cho chuyện kinh dị. Nhưng mà mình biết kinh dị của địa ngục của những người phá thai nó khủng khiếp lắm. Thì ví dụ như những cái trường hợp mà gọi là mình phá thai nó cũng giống như những cái tội ngũ nghịch vậy đó, giống như tội mà mình làm cho Đức Phật chảy máu, là chửi cha mắng mẹ, đánh cha mắng mẹ, đánh mẹ, thí dụ vậy, đó là những cái tội mà nhất định là nó mình phải xuống địa ngục thôi, chết là xuống liền chứ mình không có chạy đường nào được. Thì cái tội phá thai nó cũng giống như vậy. Thì thường thường nó, nếu mà mình nói là vừa chết một phát là đi xuống địa ngục liền đó, thì nó có một cái con có biết cái máy chém hay là giống như cái máy xay thịt mà để mình làm ground beef á, tức là mấy thịt bò mà mình bỏ nó vô xong rồi nó xay cái nó ra cái thịt mà lọn để mà người ta làm hamburger đó. Thì á, mình khi mà mình vừa chết xuống đó thì nó đưa mình qua cái máy mà xay thịt đó, xay cái xè cái nó ra toàn là lỗ giống như là thịt không à, bày nhầy hết vậy đó. Xong cái một luồng gió nó thổi qua cái phèo cái tự nhiên mình trở thành người tiếp. Mình trở thành người lại, nó lại đút mình vô xẹt qua bên kia, tức là nguyên một ngày như vậy, nó cứ từ sáng tới chiều là nó cứ nó xẹt mình như thế. Con là đau đớn đúng không mà thầy ạ? Dạ, mà con có nhớ vậy nè, một ngày ở dưới địa ngục là nó bay bằng mấy ngàn năm ở trên này lần.
Thấy chưa? Mà nếu mà chỉ cần một ngày ở dưới mà nó sạc mình không biết bao nhiêu ngàn lần như vậy thì tưởng tượng nó đau khổ tới mức độ nào, đúng không? Còn ví dụ mấy cái anh chị mà thích ngoại tình đó, đàn ông nó bắt leo cột đồng rồi, nó quất qua cột đồng mà lửa cháy á, lửa cháy phèo phèo vậy, nó bắt leo lên trên nó cháy xèo xèo người mình vậy đó, tại mình thích mấy cái đó mà. Hoặc là cái phụ nữ nó bắt leo lên, bỏ lên giường sắt, bắt leo lên nằm xèo xẹt xèo xẹt xẻ ra làm bao nhiêu khúc à, hoặc là nó cưa hai đem nấu dầu đó. Anh ơi nó cỡ nó khổ không cùng tận, mà từ sáng cho tới chiều là chỉ làm bao nhiêu đó thôi à, giết mình không biết bao nhiêu trăm ngàn lần, tại vì cái mục đích là để cho mình khủng hoảng mà, cho mình sợ mà, sợ rồi khi đầu thai lên mấy người mà làm vậy rồi xong đầu thai lên họ sống tốt lắm, không dám làm bậy, giống như kiểu ở tù vậy đó, ở tù nó vô trong nó dần nó hành xác đi ra đâu có dám làm bậy nữa à, đó cái mục đích chỉ có nhiều đó thôi. Giờ mình biết rồi mình nên tránh đi, né để cho nó chắc à, Đúng 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 là chuyện kinh dị luôn đó thầy. nó quá kinh dị chứ không phải kinh dị không đâu. Rồi, thôi cái nào mà kinh dị quá, sợ quá thì mình bỏ qua một bên, À, chúng ta đến cái gì khó quá mình bỏ qua bên đi. vấn đề khó qua một bên để tự tìm hiểu. Dạ, bây giờ Nhung thì Nhung sẽ đến câu hỏi số 5 để gửi đến thầy. Chú ơi cho con hỏi, ông bà ta có câu tu 7 kiếp mới được làm đàn ông. Vậy siêu âm là bé trai nhưng ba mẹ lại thích bé gái thì nên tu tập chí thành rồi sinh ra bé gái. Như vậy có thiệt thòi cho con không khi không được làm thân con trai? À, nếu là biết cái đó là thiệt thòi cho con rồi đó thì tại sao lại mình còn cố chấp để mà mình muốn thay đổi? Rõ ràng là chỉ là cái nút thắt của mình là gì, là cố chấp. Cái nút thắt của mình là gì, là tham lam. Cái nút thắt của mình là gì, là mong muốn theo ý mình. Ví dụ có hai đứa con trai rồi, bây giờ thích có con gái, có thêm đứa con trai nữa không thích, mà có thấy lạ không? Đã biết tu 7 đời mới được con trai, có nghĩa là cái gia đình này là cái gia đình rất là nhiều phước đức, nhưng họ không thích phước đức. Thấy chưa? Thấy cái chúng sanh ngu si là bởi cái gì? Bởi cái lầm chấp đó, bởi những cái cố chấp đó, những cái ham muốn đó, những cái tham vọng đó, cho nên nó mới trở thành ngu si. Chứ còn nếu mà không, ôi trời ơi anh ơi, mình có hai đứa con trai rồi, thế mà bây giờ nó nhà mình phước nó quá trời lớn đi, cho nên mình được ba đứa con trai, trời ơi có cái đời này làm ai sức mấy mà ai mà có được cái phước đức như vậy, có phải là tốt không? Cho nên khi cái tâm của mình mà nghĩ đúng đó, cái gì mình làm nó cũng đúng á, còn cái tâm của mình đã sinh ra cái tham lam đó, vọng tưởng rồi đó, là mình làm cái gì nó cũng tầm bậy hết, cho dù là cái điều mà mình mong muốn đó rất là tốt đi nữa, nó cũng trở thành tầm bậy. Giống như một người mong muốn để làm cái chức năng là mẹ, sinh ra được một đứa con, mà cho dù bây giờ đã 50 mấy tuổi rồi vẫn cứ thích muốn có con, còn làm sao có, luôn cả không có tử cung cũng muốn có tử cung làm sao có, đúng không? Cho nên tất cả những thứ đó đều là do lầm chấp thôi, khi nào hết cái đó là ok. Thầy ơi, nhưng mà nếu nói như thầy như vậy á, tức là cái việc mà ông bà cha mẹ tu tập để chuyển cái thai nhi này từ giới tính nam sang giới tính nữ là cái việc cố chấp, hay mình nói tạm thời là gọi là sai đi. Rồi. Vậy thì tại sao Phật trời lại phù hộ cho cái mong ước của họ lại hiện thành sự thật? Cái đó nó không phải là mong ước. Khi mà anh mong ước cái điều đó thì sẽ không được. Nhưng mà vì do anh tu tập từ cái trong cái tâm tư, do cái sự an lạc của anh nó chuyển hóa để nó thay đổi, và nó đã thay đổi được cái đứa bé đó, nó cũng chấp nhận nó thay đổi theo cái sự tu tập của người này. Đã. Chứ nó không phải là, tại vì đó là trời Phật giúp cho anh, trời Phật cũng phải biến quá phép cái để cho cái đứa đứa con trai thành đứa con gái thành trai, không, do cái nhân duyên, những cái nhân duyên nó cấu tạo thành và từ đó nó biến đổi đi đó. Cũng giống như bây giờ cái nghiệp mình tạo ra là mình đã ví dụ như đời trước mình sát hại một cái người nào đó rất là tàn ác, thì cái người đó nó có thể nó đầu thai làm con mình, nó phải hành hạ mình như thế nào đó cho trả đúng cái nghiệp mà mình đã gây cho nó. Cũng giống như một cái bà, cái câu chuyện mà cái bà vợ chánh, bà không thể có con trai, rồi cái ông chồng ông lấy tới 5 7 bà thiếp, thì sau khi nó có một bà sinh ra được đứa con trai, thì cái bà chánh này đó, bà tìm bà dùng một cái phương pháp là bà đâm đâm cái kim vào trong cái lỗ tai của đứa nhỏ đó để cho nó chết từ từ. Thì sau cuối cùng cái bà vợ mà cái bà mẹ của đứa nhỏ đó, bà biết được cái bà vợ chánh có cái ác tâm đó, và bà uất ức rồi bà chết,
bà khổ quá đó, bà đau khổ, bà thấy không? Do cái ngu si này nó sinh ra cái ngu si khác. Tức là bây giờ bà uất ức quá, bà chết xong bà phát ra một cái lời nguyền như vậy: tôi sẽ theo trả thù bà cho đến khi nào mà bà không còn cái gì nữa thì thôi. Bảy đời bà phải đầu thai, bà làm cái đứa nhỏ đó cho cái bà vợ chánh mang thai 7 lần. Một là nó chết trong bụng, hai là sinh ra một vài tháng chết, hai là sinh ra một năm chết. Tức là 7 lần như vậy bà chấp nhận bà chết 7 lần để mà bà trả thù cái bà kia. Và cuối cùng đó, nhờ một cái vị đại sư, ông đến ông hóa giải cho cái bà mẹ, cho cái bà vợ chánh. Tại vì bà vợ chánh bà bị khủng hoảng tâm thần, bà giết cái đứa con này rồi, bây giờ 7 đứa con của bà đều chết, cho nên bà bây giờ bà tưởng tượng ngày nào bà cũng tưởng bà tụng kinh niệm Phật, nhưng mà bà khủng hoảng, bà là một người trở thành là tâm thần. Thì cái ông sư này ông tới, ông biết, ông mới tới ông giúp cho bà. Ông nói ra cái chuyện mà bà đã giết 7 đứa, bà đã giết con của bà vợ chánh như thế nào, bà vợ bé như thế nào. Rồi bà trả thù bằng cách là bà đã đầu thai 7 lần, có phải không? Bà có phải 7 đứa con của bà nó chết không? Đó. Thì khi mà được nói như vậy đó, bà bắt đầu bà mới tin. Thì cái đời kế tiếp đó là cái bà vợ này, bà biết là bà không còn cái cách gì này mà để bà trả thù được đó. Thì bà mới hóa, bà mới đầu thai là làm con rắn để bà chờ cái bà này đi trên đường để tới cái chùa của cái vị đại sư đó. Là mục đích giữa đường là bà cắn cho bà kia chết để bà trả thù. Thấy bà hận, thấy cái mỗi hận nó ghê gớm chưa? Nhưng mà cái ông thầy này ổng là tại vì ổng đắc đạo mà, cho nên ổng biết ổng ra, ổng nói chuyện với con rắn và ổng giúp cho ổng thuyết pháp để cho con rắn nó hiểu được, khai thị cho con rắn nó hiểu, nó chết, nó bỏ. Từ đó bà này đi lên chùa tu thì hai bên không còn trả thù nhau nữa. Thấy chưa? Thấy nó nguy hiểm chưa? Dạ. Cho nên tất cả những thứ này là nó có thật chứ không phải là chuyện đùa. Thầy ơi, vậy thì con hiểu được rằng là cái kết quả được chuyển đổi từ thai nhi là bé trai á sang là bé gái là do mình hay hiểu là do cái phước của họ đi, họ còn nên họ sẽ làm được điều đó. Đúng. Dạ. Tuy nhiên á, con muốn hỏi rằng là như hoặc là vậy họ tu là... hoặc là họ tu để mà họ có được cái phước đó để họ chuyển hóa, và cái đứa nhỏ đó nó cũng hoan hỷ, nó chấp nhận. À dạ, đó cái vấn đề mà chắc cái gia đình này muốn hỏi rằng là khi đứa bé này đang từ là bé gái mà chuyển sang xin lỗi từ bé trai mà chuyển sang bé gái thì nó có ảnh hưởng gì không, hay là bé rất là hoan hỷ? Cái vấn đề là vì mình tu đúng thì nó mới được hoan hỷ mà nó thay đổi, còn nếu không nó tu nó cũng vậy thôi, đâu có thay đổi được gì. Cũng giống như bây giờ, ví dụ như bây giờ chồng con giận con đi, con tới con hỏi thầy chỉ cho con cái cách về nói chuyện tâm thức, mà khi con nói chuyện tâm thức, tâm của con nó chuyển đổi được đó thì nó sẽ chuyển đổi được chồng con, thế là chồng con hoan hỷ tha thứ bỏ qua. Vậy là có nghĩa là do chồng con hoan hỷ mà, đâu có dính dáng gì cái chuyện của trời Phật bắt chồng con thay đổi gì đâu, đâu có. Tại vì con tu tốt yeah. Con hiểu được cái vấn đề cho nên là con thay đổi được. Như vậy thì có thể là cái gia đình mà đó là ông bà rồi cha mẹ đã đặt cái câu hỏi này ra thì cảm thấy là nhẹ lòng hơn, tại vì bản thân đứa bé này nó cũng đang rất hoan hỷ để đón nhận một cái giới tính mà do ông bà cha mẹ mong muốn, đúng không ạ thầy ạ? Đúng rồi, vì nếu nó không hoan hỷ bảo đảm là nó không chịu. Chắc chắn là nó không chịu, nó cứ giữ yên như thôi à. Vậy sao hồi nãy thầy lại la người ta là cố chấp? Tại không, đứa bé có, mà. Cái vấn đề thầy không phải nói với cái người đó, mà thầy muốn nói cho những người khác kia. Những cái người mà họ nghe rằng là họ cứ lúc nào họ cũng thấy con gái sinh ra rồi họ cứ mục đích là họ muốn con trai. Tại vì thật sự ra đó, đối với cái sự cố chấp của từ một đứa con gái qua xin lỗi từ một đứa con trai qua đứa con gái đó, thì cái này gọi là mình giảm, mà giảm cho nên nó dễ. Còn từ đứa con gái đổi qua con trai có nghĩa là phải tu 7 kiếp anh mới được làm trai, thì có nghĩa là anh đòi hỏi quá đáng, hiểu chưa? Cái mục đích của mình nói là để cho những cái người ta nghe đó, người ta biết là người ta đừng có nên cố chấp như vậy. Bởi vì bất cứ cố chấp nào nó cũng gây ra tai họa hết á. Có nhiều trường hợp, có nhiều bà mẹ đó mà muốn con trai quá, thí dụ vậy, mà sinh con gái. Đấy giờ thì sinh con gái thì đôi khi cái đứa nhỏ nó sẽ sinh ra xong đó, nó lại trở thành bóng lại cái, ví dụ vậy, hoặc là thí dụ tượng trai muốn thành gái xong cái là bắt đầu nó ăn mặc quần áo rồi giống hệt như gái, lớn lên nó lại thành bóng lại cái, còn thí dụ con gái thì thành ra cái lại bóng, ví dụ vậy. Rất là phiền, đúng giờ cái chỗ mà mình muốn nói là chỗ đó, chỗ phiền là cái chỗ mà mình cố chấp đó. Cái cố chấp thì cái hậu quả của nó mình không lường trước được, rất là nguy hiểm, không biết được nó ra làm sao hết. Rồi thôi bây giờ là
chúng ta sẽ qua cái màn hỏi đáp, chúng ta sẽ đến cái phần là những chúc mừng cho những anh chị mà trúng giải mini game đi thầy. Thầy sẽ lên quẻ giúp cho một chị tên là Ngô Thị Thanh Thủy, được không ạ? Vậy à, ok, vậy được rồi. Rồi. Chị tên là Ngô Thị Thanh Thủy, động tâm vào lúc 21 giờ 5 phút ngày 19 tháng 9 là lúc mà thầy trò mình đang live ngày tối hôm qua. Câu hỏi của chị Thủy là năm 2021 thì có nên xây nhà hay không? À, năm 2021 là có nên xây nhà hay không? Dạ. 21 giờ lẻ 5 phút đúng không? 21 giờ lẻ 5 phút. Rồi. Trong số này thì cũng cũng sẽ có hai khán giả may mắn được thầy xem quẻ cho ha. Thì người đầu tiên đó là chị Ngô Thị Thanh Thủy, còn người thứ hai thì chút xíu nữa nhưng sẽ bật mí. À, cũng vẫn được ưu ái hai lần như thường. Số này là đặc biệt của đặc biệt mà thầy. À, cái này là gọi là hơn cả đặc biệt. À, và cái câu hỏi là có con mua được trong năm nay hay không đúng không? Dạ không, chị hỏi là năm 2021 có xây nhà, có nên xây nhà không, tức là đã có đất rồi đó. À, tức là có nên hay không không? Dạ, có thì nên ở đây đó, ở đây thì nó bảo rằng là nó hơi khó khăn, nhưng mà điều cuối cùng đó là cái câu này nó hay lắm, là trong mộng nói về quan sang dưới sống sâu, câu thì khó mà danh lợi cuối cùng có hy vọng, trước mắt chưa có tỏ thấy vẻ gì, có nghĩa là ngay bây giờ thì không được, nhưng mà tại vì cổ không hỏi bây giờ mà cổ hỏi về sang năm, cho nên là cái cuối cùng có hy vọng thì từ sang năm trở đi mới có hy vọng. Ok. À, để bây giờ mình thôi sẵn nó đặc biệt rồi thì mình đặc biệt cho cổ hơn tí nữa đi, mình sẽ coi. Mình sẽ coi cái khác cho nó thêm chút xíu nữa để cho mình no rộng đường, mình rộng đường mình 21 giờ lẻ 5 đúng không? 21 giờ lẻ 5. Tối là tối hôm qua thầy. Rồi. 21 giờ lẻ 5. À, thì cái này đó là ngay hiện tại thì thực sự là nó có khó, nhưng mà sang năm đó thì vào mùa hè là chắc chắn là cô sẽ làm được đó. Okay. Yeah. Tại vì mình có những cái cách coi nó khác nhau thì mình có rộng cái đường để mình nói hơn, còn cái cách bên kia thì mình không làm được. Mình không thể nói được, mình chỉ biết là nó sẽ được vậy thế thôi, ngay bây giờ không được nhưng mà sang năm thì được, nhưng không nói được thời gian. Không biết là chị Ngô Thị Thanh Thủy có đang theo dõi live stream không ạ? Thì như thầy có lên quẻ và có một cái đáp án như sau. Hiện tại thì chị xây nhà thì chưa có được, tuy nhiên có thể sang năm sau thì có cơ hội, mặc dù có hơi khó một chút xíu, và cái thời điểm tốt nhất đó là mùa hè của năm sau. Dạ, chúc chị cùng gia đình sẽ đạt được cái ý nguyện của mình. Xin cảm ơn thầy ạ. Rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại cái chủ đề ngay từ ban đầu đến giờ, đó là chủ đề phá thai. Câu hỏi số 6, và người này cũng rất là tâm tư đây ạ. Con nhờ thầy giải đáp giùm con, khi chưa biết về Phật pháp thì đã một lần phá bỏ đứa con của mình, tuy vậy con không đổ lỗi do mình không biết, vì con biết đó là việc ác. Và bây giờ khi vào làng thì con biết được nhân quả nhiều hơn. Con thường xuyên gặp đau khổ, có chồng rồi, mong con 3 năm nhưng vẫn chưa có. Gần đây thì thầy có bảo con đọc 1080 dược sư Phật. Con chỉ đọc và sám oan gia, con không cầu xin gì hết. Vậy việc con cần làm với đứa con mà con đã bỏ là gì? Nếu mà đã phá thai đó thì tốt nhất là nên sám thai nhi. À, và nhắc tới cái sám thai nhi này, hồi sáng có một cái cô mà cổ nói là con của cổ bị bệnh về uống thủy uống não đó, thì thầy đã vô tình
thầy nói lộn cái sám oan gia thành sám thai nhi, cái cô kia là phải là đọc cái bài làm theo cái bài sám oan gia chứ không phải là sám thai nhi. Thầy muốn nhắc lại để cho con, nếu mà cổ có nghe lại thì cổ nhớ. Còn ở đây đó, với cái cô này là tại vì cái đứa cổ đã phá thai, đã sát sanh, mình giết người rồi thì bây giờ bắt buộc mình phải đọc cái bài mà sám thai nhi. Thì giống như là mình sám hối với đứa con của mình á, cái đó là cái điều cổ nên làm. Rồi còn lại thì thời gian là cứ vậy, muốn có con thì cứ niệm trì chú dược sư, rồi niệm dược sư suốt ngày đêm như vậy đó. Và cái hay nhất đó là cổ nên đi tìm cái bài mà gọi là hỏi xoáy đáp xoay, thì cổ sẽ biết cái cách làm sao mà để cô có con. Cái đọc cái bài đó mới thật sự hiểu được cái cách thức để làm thế nào có con. Thì cổ nên đi kiếm cái bài đó cô đọc hỏi xoáy đáp xoay. Chuyện này thì đã có trong làng của mình rồi, thì chắc là có cái câu hỏi của chị dành cho thầy để củng cố thêm cái niềm tin, cũng như là để thầy động viên thêm cho chị thôi, chứ còn nếu đã ở trong làng rồi thì cái việc tu tập và biết theo cũng khá là rành rẽ. Chúng ta sẽ bỏ qua câu hỏi đó nhanh một chút xíu để đến một câu hỏi số 7. Thầy ơi, thầy cho con hỏi, nếu có thai mà không có tim thai thì nguyên nhân do đâu và phải tu tập như thế nào? nguyên nhân là nó không có tim thai. cái đó cần gì phải hỏi nguyên nhân. Vấn đề là mình biết rằng đó, một người mà khó có con thì người đó đời trước nếu không phải sát sanh hại vật nha, hoặc là ngay trong đời này nếu không phải đã từng phá thai thì nó sẽ khó có chuyện đó xảy ra lắm. Có nghĩa là mình đã làm những việc ác thì bây giờ nó mới đến cái tình trạng mà nó không có được con. Tại vì bởi vậy người xưa mới bảo rằng có con là phúc mà, đúng không? Người phúc có con được. Thì bây giờ cái vấn đề mà mình cần tu là gì? Là mình phải cần lạy sám hối đó, hoặc giả là mình phải trì cái chú trường thọ diệt tội, giống như cái người phụ nữ điên đảo ở trong kinh trường thọ diệt tội đã nói rằng đời trước họ đã chuyên phá thai, họ đã giết nhiều đứa con như vậy, cho nên đời này bằng cách nào cũng không thể có thai được đó. Thì cô này đó, tốt nhất là cô nên đi lên Google gõ cái chữ kinh trường thọ diệt tội rồi đọc cái kinh đó để biết rõ ràng tại sao mình không có thai, tại sao không có thiên tai. Ok, cái đó là cái cô nên làm ngay bây giờ. Vậy là cái nguyên nhân và cũng như là cách tu tập như thế nào thì thầy cũng đã giải đáp hết rồi. Thầy, con thấy cái tâm lý của những người phụ nữ mà phá thai á, cũng như là trong cái comment của mình ngày hôm qua, và có một cái câu hỏi ở đây cũng giống như con đang suy nghĩ. Thường thì những người phụ nữ họ phá thai xong, nếu mà họ biết về tu tập, về sám hối, về phóng sanh, nhưng mà trong thâm tâm á thì họ cảm thấy có lỗi với đứa con của mình. Nhất là những người mà được 2-3 đứa rồi mà họ sẽ nhìn thấy những đứa bé đó thì họ cảm thấy có lỗi với đứa mà họ đã bỏ. Vì thì cái mong muốn là giống như là muốn lập một cái bát nhang ở nhà để bù đắp cho đứa mà mình đã bỏ. Như vậy thì có nên hay không? Thật ra cái đó nó cũng tốt, nếu mà cái đó để nó làm cho mình an tâm. Tại tất cả mọi cái thứ, thí dụ như pháp nào đi nữa thì cũng chỉ gọi là pháp an tâm. Có phải vậy không? Cái mục đích duy nhất tại sao họ phải đi kiếm thầy để mà họ hỏi những cái câu này, thực sự là họ chỉ mong để được an tâm thôi. Thấy chưa? Thành ra cái bổn phận của cái người mà làm cái việc an tâm đó là làm sao, làm cách gì để cho người kia được an tâm, chỉ vậy thôi. Tại một khi mà hễ an tâm rồi đó thì tự động mọi thứ nó sẽ theo cái guồng máy của nó và nó được tốt đẹp thôi. Cũng giống như bây giờ thầy đâu có cách gì để giúp cho người ta hết phá sản được, nhưng mà thầy nói nếu mà muốn hết phá sản gì tu đi, cứ mỗi ngày trì chú niệm Phật đi. Mục đích để làm gì? Để cho họ được an tâm. Một khi họ an tâm rồi đó thì họ sẽ tự động nghĩ ra được những cái rất là hay, và từ những cái nghĩ rất là hay này đây họ có thể sẽ kiếm tiền dễ dàng lắm, không có khó gì hết. Vài bữa thầy sẽ share cho một cái câu chuyện mà cái con nhỏ đó khi mà nó bị mất, bị bò nó dụ nó để mà giựt cái nhà đó, làm giống như là mượn đứng tên cái nhà xong rồi mất luôn cái nhà, và nó mất luôn nha. Thì nó cứ rên với thầy là mấy năm trời á, thế nhưng cuối cùng rồi đó, nó cũng thoát ra được đấy nha. Thành ra tất cả là mình chỉ mục đích của mình là làm sao cho họ được an tâm, chỉ vậy thôi. Cho nên nếu mà cô cảm thấy rằng cái đó mình thờ một bát nhang để mà được an tâm, tốt. Nhưng mà cho dù có thờ bát nhang để an tâm, nó cũng không thể nào thay đổi cái gì khác ngoại trừ là người đó phải tu, phải lạy sám hối.
phải sám hối cái tội lỗi của mình thì như vậy nó mới có thể thoát ra được. Còn không, đời sau mình lên là nhất định cái đứa bé đó, nó mà làm mẹ là nhất định nó phải phá thai mình thôi, mình có cách gì mình trốn được hết. Tức là không phải mình làm chỉ đó, nó chỉ là hình thức, mà phải đúng là cái tâm của mình. Phải đúng là cái tâm. Chứ không phải là mình chỉ an tâm bao nhiêu đó. An tâm bao nhiêu đó thì ngay trong đời này đó, có thể là mình không có chết chóc gì hết á. Nhưng mà nếu cái chuyện đó mình đã làm và mình đã gây ra rồi thì nhất định nó sẽ trở lại, nó kiếm mình, nó trả thù đó. Không có trốn cái đường nào được hết. Right. Cái chủ đề ngày hôm nay của mình là phá thai. Tuy nhiên á, là cũng có nhiều chị có thể là chưa vào trong làng của mình, nhưng mà hiện tại thì đang có baby ở trong bụng nè. Thì nhân cái dịp này thì các chị cũng muốn hỏi baby là, tức là bây giờ đang có thai, và nhiều tháng thì cũng có, thì muốn để an tâm hơn, có duyên để gặp thầy, mà muốn thầy hướng dẫn cho cái cách gì đó để cho thai nhi được khỏe mạnh là mẹ tròn con vuông. Thì cái cách mà đơn giản nhất hay nhất nha, những cái cô mà cái này là thầy đã bày cho rất là nhiều cô, mà ngay cả những cái cô mà cô bị động thai rất nặng luôn á, động thai mà có nghĩa là không đi được, chỉ nằm một chỗ luôn á, cứ trì chú dược sư nha. Tại vì mình đã có thai rồi cho nên chỉ cần mình cứ trì chú dược sư. Nếu mà hồi trước giờ mình chuyên trì chú đại bi thì cứ tiếp tục trì chú đại bi cũng sao hết á. Còn nếu như bây giờ từ trước giờ mình chưa bao giờ có trì chú niệm Phật hay tụng kinh gì hết thì cứ tiếp tục trì chú đại bi, xin lỗi, trì chú dược sư và niệm Nam Mô Dược Sư Phật thôi. Hay là mình mở máy lên mình nghe cả ngày, rồi mình cho cái đứa bé nó nghe cả ngày. Bảo đảm đứa nào mà mình tu cái kiểu đó ha, mình sinh đứa con nào ra cái mặt của nó y như là thần nhân nhân thế, nó đẹp giống như thiên thần vậy đó. Đứa nào như đứa nấy đó, mình cứ coi cái mấy cái đứa bé mà gọi là dân làng nhí đi, thấy không? Dân làng nhí đứa nào đứa nấy nó giống như thiên thần vậy, nó đẹp không thể tưởng tượng được. Nhìn mặt mũi nó, nhất là cái mũi ha, con người đó quan trọng nhất là cái gì, là cái đế mũi. Mà nhìn những đứa bé đó nha, cái mũi của đứa nào nó cũng rất là cao, giống như là mũi rồng, mũi lân, mũi của nó bề thế ha, và cái đế mũi của nó rất là to. Mình biết rằng cái đứa này đó, nó lớn lên mà khi nó đi làm, bảo đảm nó làm gì tiền cũng nhiều hết, tức là nó tiền nó hái giống như lá vậy đó. Có nghĩa là cái khả năng kiếm tiền của nó rất là lớn, thành ra nó muốn nghèo nó nghèo không được đó. Thì mình nhìn những cái đó là mình biết rằng là rõ ràng là mẹ cha mẹ nó tu nó được nhiều phước đức, cho nên ở trong nó đã được hưởng những thứ đó rồi, nó an lạc rồi. Rồi chưa kể là nó câu hút những cái thần thức mà gọi là tốt lành đó đến với mình. Thành ra làm sao mà con đứa sanh nội sinh ra không tốt, trừ những cái trường hợp mà những bà mẹ mà gọi là tu mấp máp, tu kiểu cho lấy có đó, thì sinh ra rồi nó cũng đủ thứ bệnh tật, nó cũng nhiều lắm. Nhưng rồi nhờ nó ra, nó cố tình nó ra như vậy đó, để chi, để cho mẹ nó tiếp tục tu cũng tốt. Câu hỏi này là của bạn Phương Nguyễn mới gửi trên comment luôn. Thì qua cái phần giải thích của thầy, Nhung cũng xin nói thêm về bản thân của Nhung. Năm nay thì Nhung có được hai bé rồi, bé 11 tuổi, bé 6 tuổi. Mà lúc đó thì chưa có biết tu tập là gì, chưa có biết làng luôn. Thế nhưng mà cái công việc của Nhung ngày đó là thường phải tiếp xúc với những đứa trẻ bị bệnh tim, là sắc mô hở hàm ếch, rồi bị dị tật tay chân. Nói chung là xung quanh mình toàn là những người bệnh thôi à. Thì theo dân gian họ nói là khi mà bầu mà tiếp xúc như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Sợ lắm. Về thêm mình và được sức khỏe của Nhung lại không có tốt nữa. Nhung cùng với những người bạn cùng trang lứa thì cùng có thai với nhau, nhưng mà người ta thì khỏe mà ăn uống thôi, còn mình hả, ngén đủ 9 tháng. Không có ai mà ngén đủ 9 tháng như Nhung mà sinh hai đứa. Cái đó gọi là nó tới rồi nợ đó, nó hành hạ mình trả thù mà. Dạ, thế nhưng mà thầy biết không, thai nhi của con rất là khỏe. Con đi làm, tức là cái ngày hôm nay đi làm, ngày mai đi xong, lần nào cũng vậy, mà đi toàn là cầu thang, rồi đi phát gạo này kia là toàn phải đi như vậy. Là vì cái sao? Này. Dạ, cái tức là nó là con cứ mẹ Quan Âm phù hộ, cứ như vậy. Mình lúc mà mình không biết gì hết, mình chỉ có đúng một chỗ bấu víu đó là cái điểm tựa của mình, là tâm linh thôi. Cứ quan Âm Bồ Tát phù hộ cho con vậy. Mà rõ ràng sanh hai đứa con ra, đứa nào cũng trên 3 kg, mà sanh thường, mà sanh rất là nhanh, chỉ trong 30 phút là sanh ra con thôi, và mẹ rất là khỏe nữa. Thì mình mới biết là từ đó là Phật pháp rất là nhiệm màu. Và cái may mắn nữa là con đã làm rất là nhiều điều phước thiện, tại vì phải cứ tiếp xúc với những đứa bé, những cái đứa nhỏ rồi, đó là những cái phước đức mà mình đã tạo. Con cũng nghĩ cái đó là cái may mắn của con được làm, chứ không phải là do con được làm, con có cái duyên để được làm, chứ được không vậy. Phải là do thân con phát tâm để làm, con suy nghĩ như vậy á. Nhưng mà nó vẫn có phước đức, tại vì mình đã làm với cái tâm tốt lành,
Dạ, con cảm ơn thầy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ qua với cái chủ đề tiếp theo, đó là khẩu nghiệp và khắc khẩu. Chúng ta sẽ tạm bỏ qua cái chủ đề là phá thai. Dạ. Câu hỏi đầu tiên cho cái phần khắc khẩu này là có một vị khán giả đặt câu hỏi, trong gia đình của người này á, là về mặt tuổi tác thì gia đình đều tam hạt, ví dụ như là Dần, Ngọ, Tuất, và tại sao không biết lý do vì sao. Bởi vậy thầy mới nói là bất kể là anh chọn cái số tuổi nào không cần biết, nhưng mà cái duyên nghiệp đó nó đến từ đời trước, cho nên không phải chỉ cứ nhất thiết ở đời này. Thành ra khi mà anh đi dùng cái tam hợp tuổi gì đó để mà cho nó tốt đó, xin thưa cái đó là những cái chuyện mà mình gọi là mình làm bá lát, nghe chưa? Thì tại vì người ta thích làm như vậy thì cứ làm không sao hết á. Ở đây không ai cãi với anh hết, anh thích anh cứ đi kiếm, nhưng mà bảo đảm nếu là nghiệp anh không có thoát được. Anh có tam hợp, tứ hợp, lục hợp, con khỉ gì nữa thì cũng cứ cãi thôi à. Tại sao? Tại vì nó là nghiệp lực, nhìn là tự động gặp là phải cãi thôi, có muốn không cãi cũng không được. Thành ra chỉ có cái cách, cái những cái người mà khi mà họ tu rồi đó thì bắt đầu họ nhìn thấy cái gì nó cũng bình thường hết á. Chính những cái mà mình lúc nào mình cũng nhìn thấy bình thường thì mọi thứ nó nhẹ nhàng lắm, thành ra nó sẽ không có dẫn tới cái chỗ mà tranh cãi. Hoặc giả là trong cái lúc mà người kia nóng giận đó mà mình cũng không có kiềm chế được và mình cũng nóng giận theo chẳng hạn, hay là mình nói những cái lời nó cũng hơi bên kia nói sóc ốc ha, mình nghe mình biết rõ ràng sao nói nghe sóc ốc quá ha, ok vậy là chắc bên kia đang giận lắm á, chắc là trong lòng đang có giống như nước sôi lửa bỏng vậy đó, thôi thì mình để thử coi trong này mình có cái câu nào mình nói mà cho nó nhẹ nhàng nhất, mình lựa cái câu đó mình nói, thế là bên kia họ nghe được, họ thấy mình cũng có cái thành ý ha, thì từ từ bên kia nó nóng 100%, bây giờ còn có 80 thôi, ví dụ vậy. Xong đó mình lựa thêm câu nào hay hay nữa, nếu mình nói thêm câu nữa nó còn xuống 50, là bắt đầu hai bên có thể nói chuyện được rồi, thấy không? Cái chuyện nó thật sự nó chỉ có đơn giản vậy thôi. Nhưng mà tại vì khi anh không tu, anh không đâu có biết. Khi anh không tu anh làm cái gì anh cũng làm với cái bản ngã của anh thôi, anh làm để mà anh cho nó hả cái hơi của anh thôi, hả cái giận của anh thôi, chứ không phải anh làm để cho nó được mang cái lợi ích tới cho mọi người. Mặc dù anh có biết rằng anh nói cái câu đó nó có thể nó mang nhiều lợi ích tới cho gia đình, nhưng mà tôi không nói được, tại vì tôi nói vậy nó mất mặt quá. Tôi không nói được, ví dụ vậy. Thành ra cái con người nó lạ lắm, nói lời yêu thương nói không được, nhưng mà nói lời chửi rủa nói ngọt lắm, nói mạnh lắm. Lại là khẩu nghiệp chứ không khắc khẩu. Đúng rồi, tại vì khắc khẩu đó là hệ mình cãi, mà thí dụ cãi vui đó, nó có những cặp vợ chồng họ khắc khẩu, họ nói ra là cãi, nhưng mà hai bên họ nói họ cãi mà họ không bao giờ để bụng, thì cái này nó không tạo thành cái khẩu nghiệp. Nhưng mà nếu chỉ cần một bên để bụng thôi, lập tức nó sẽ trở thành khẩu nghiệp ngay. Tại vì hệ một bên để bụng là cái lời nói của người bên kia nó không còn đẹp nữa, nó không còn tốt nữa. Bây giờ thầy thí dụ một cách đơn giản, con ra con gặp đứa bạn nha, gặp cái người bạn mà con học từ nhỏ, giống như thầy nè, thầy bây giờ mà thầy về Việt Nam thầy gặp lại những đứa bạn mà hồi học tiểu học của thầy đó, thầy vẫn nói chuyện với nó, vẫn nói chuyện mày tao mi tớ bình thường. Tại sao? Tại vì cái đó là cuộc đời của mình, nó từ nhỏ nó đã như vậy rồi. Bây giờ con chơi với những đứa bạn của con từ nhỏ mà cho tới lúc con lớn, cho tới bây giờ đi, ví dụ con gặp nó lâu lâu con hai đứa nói chuyện mà có gì không vui nó chửi với mặt con như tắt nước, con vẫn cảm thấy bình thường, vẫn thấy yêu thương nó vô cùng. Sao mà con nhỏ này nó thương người ta. Mấy cái đứa khác mà nếu mà mình làm bậy vậy nó đâu nói, mà con này nó nói rõ ràng là nó thương mình hơn, thấy không? Thấy nghĩ tốt không? Đó. Nhưng mà ông chồng mà nói cái kiểu này nó sẽ tự nhiên ông nói tôi nghe tôi ngứa quá, lo tại cũng cái câu nói như vậy thôi mà mình nghe mình chịu không được. Thành ra tất cả nó đều là do cái tâm của con người mình, cái lời nói tốt hay xấu nó không có phải là cái điều quan trọng, mà từ trong tâm mình phát ra cái lời đó là lời yêu thương hay là cái lời giận hờn bực tức, cái đó nó mới là cái trở thành cái quan trọng. Tại sao? Thành ra chết hay không là ngay chỗ đó đó. Mà đa số họ ly dị cũng tại vì cái chỗ đó, tại cái chấp đó đó. Tam hạp, tứ hạp hay không là không quan trọng, quan trọng là chúng ta yêu nhau hay không, và cái lời nói chúng ta phát ra với cái tình yêu thương hay không, đúng không ạ? Chính xác. Không có tam hạp, tứ hạp, là lục hạp gì cũng chết. Nếu như vậy thì đâu có cần khi mà kết hôn hoặc là sanh con hay gì mà cần phải để đúng tuổi, đúng không thầy? Hoàn toàn là không cần thiết, nhưng mà tại vì người ta thích làm vậy, tại vì người ta nghĩ là sẽ lựa cái đó ra nó sẽ tốt. Nhưng làm gì có. Nếu mà mình cái số mà con của mình là cái số mà nó phải chết yểu đó, mình có chọn năm tháng ngày giờ nào sinh ra cũng chết yểu.
Tại vì nó là nghiệp mà, làm sao mà mình thoát được, chỉ trừ khi khi mang thai đó mình tu giống như ở trong làng thì nó mới không chết yểu thôi. Thầy có một cái câu hỏi, bạn này hỏi là có cách nào, có cách tu hay là trì như thế nào để ngủ không bị nằm mơ, tại vì bạn này á trước khi ngủ thì đều niệm Phật, nhưng mà cứ ngủ thì lại mơ, thậm chí là gặp luôn cả ác mộng, mà cái cảm giác trong mơ này á nó không phải là mơ nữa, mà nó giống như là cứ đang ở đời thường. Dạ, xin thầy hướng dẫn ạ. Thì cái điều thứ nhất đó là cái người này đó, tại vì trong cái tâm của người này nó vẫn còn loạn, nó chưa có được định, cái tâm chưa có an lạc đó. Cho nên là con ngủ, cái người mà hễ ngủ mà nằm mơ đó là tại vì do tâm mình nó không an lạc, đúng không? Còn nếu mà tâm của mình an lạc, ngủ quất cái tới sáng luôn, đâu có bao giờ mơ mộng gì đâu. Thành ra thường thường ở trong làng mình nó chỉ cái gì, là trước khi đi ngủ đó nó có cái app mà gọi là app niệm Phật đó, mở app niệm Phật lên nghe, xong rồi mình đi vào trong giấc ngủ, mình sẽ chìm vào trong giấc ngủ rất là sâu, hoặc chả là mình mở cái app đó, mình cứ nghe nó bên tai vậy đó, cái niệm Phật rồi mình niệm theo mình ngủ đó. Còn nếu mà không nữa đó, muốn ngủ mà được cho nó an giấc mà nó lâu đó, thì mình có thể mình nằm, mình dùng cái sâu chuỗi đó mình lần đó, mình lần cái sâu chuỗi này đó chính là để cho mình đánh lừa cái não của mình đó. Nó sẽ tập trung vào cái tay mình lần, thì nó sẽ đưa mình đi vào trong giấc ngủ rất là nhanh, và cái khi mà nó đã được vô trong cái trạng thái đó rồi đó, thì mình sẽ ngủ được rất là lâu, rất là sâu. Cho dù là cái người mà không thể nào ngủ được, có nghĩa là bị bệnh về 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 ngủ, insomnia đó, có nghĩa là đêm nào họ cũng có thể thức cả cả nhiều ngày như vậy, mà nếu chỉ cần chí thành niệm Phật như vậy và có cái sâu chuỗi lần đó, thì nhất định là nó sẽ xong. Có một cái cô có bị trầm cảm đó, là 21 ngày liên tục cô không ngủ. Rồi cô cũng nói với thầy y vậy, rồi thầy cũng bày cổ làm như vậy, cổ niệm quyết tâm cổ làm, thì sau đó là tới cái ngày thứ 21 là cổ ngủ. Tại vì cổ không chịu làm, nhưng mà tới cái lúc mà cổ làm rồi đó, y tức là cổ bỏ hết tất cả mọi thứ cổ làm giống như thầy nói, thì cổ ngủ. Và từ đó tới giờ là cổ không có bao giờ bị nữa. Tại vì nếu bị nữa là nhất định cổ nhắn tin thầy rồi, nhưng mà cổ nhưng thầy không có hỏi cổ, nhưng thầy hỏi người khác, cổ vẫn ngủ ok. À, ý là vì khán giả này họ đang thắc mắc rằng là cái việc mà họ hay nằm mơ hoặc gặp ác mộng như vậy, thì họ có bị tác động bởi một cái thế lực gì hay không? Con nghĩ là thì không, cái thế lực gì thì chưa nói, mà cái vấn đề là tâm của người đó chưa ăn. Tức là niệm Phật mà niệm chưa đúng. Hãy một khi tâm tu đúng rồi đó, hãy niệm đúng là tự động tâm nó phải an lạc thôi. Cứ làm giống như thầy nói, bảo đảm là cho sẽ ngủ rất sâu và sẽ không mơ mộng mấy cái chuyện như vậy nữa. Từ từ nó sẽ hết rồi. Dạ, nói về cái vấn đề mất ngủ thì Nhung cũng có một cái kinh nghiệm chút xíu, tức là con Nhung cũng có một cái thời gian nhưng mà nó là bị stress á. Thì mình cứ nhắm mắt lại là mình cứ suy nghĩ những cái việc mà mình đang bị bế tắc, nó dẫn đến mình không có giấc ngủ được. Thì giờ không biết làm sao, thì Nhung mới lên Zing á, Nhung search cái gọi là nhạc dược sư phẩm. Dạ, tức là cái nhạc, bản thân cái nhạc nó rất là hay, nó làm cho mình dễ ngủ. Thứ hai là khi mà trong đó hát thì mình cũng sẽ nhép theo, thì tự động mình vào giấc ngủ, và Nhung lấy lại giấc ngủ chỉ sau là chỉ có vài ngày thôi. Cái nhạc nó rất là hay nha thầy ha. Hưng Nga cũng rất là hay đó, thì có thêm một cái thông tin cho bạn ha, yên tâm là đây không phải là một cái thế lực gì đó để bạn cảm thấy hoang mang khi gặp phải ác mộng. Dạ rồi, chúng ta sẽ đến một câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy, con năm nay là 25 tuổi, không sự nghiệp, không công việc, làm gì cũng thất bại, không thể xác định được tương lai. Vậy mỗi ngày con phát nguyện trì 500 liếng chú dược sư, nhờ Đức Phật dược sư chỉ đường cho con đi được không vậy thầy? Con xin cảm ơn. À, quá được, tại vì cái chuyện này là người này là hoàn toàn chưa có tu. Tại vì nếu mà đã tu nhiều rồi thì đâu có thất bại tệ ê chề giống như vậy. Cho nên là lần đầu tiên anh chưa biết cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp gì, nên làm như thế. Và rồi cứ vậy tu thôi, cứ ráng tu rồi tự động nó tới à, lo gì hết. Đừng có là tu thì tu, cầu nguyện thì cầu nguyện, nhưng mà ngày cứ coi thử coi, ủa sao 10 ngày là chưa thấy gì ha, ồ sao 20 ngày là chưa thấy gì ha, tu như vậy thì không được. Cầu nguyện thì cứ cầu nguyện, nhưng mà tu thì cứ tu, cũng để ý. Vậy là cái cách là bạn đang làm là đúng không thầy à? Đúng. Rồi, an tâm nha. Chúng ta sẽ đến một câu hỏi tiếp theo. Con xin thầy chỉ cho con lối thoát, vì con đang bị mất hết, gần như phá sản, giờ con bế tắc gần như muốn từ bỏ trần gian này, khá là nghiêm trọng rồi. Thì thật sự ra đó,
Nếu mà phá sản rồi thì cũng đâu có đáng gì phải chết, tại vì con người còn sống thì dĩ nhiên là có cơ hội làm lại được mà, đúng không? À, thành ra tự nhiên không sao lại muốn chết? Chuyện đơn giản đó là như vậy nè. À, nếu mà bạn đã từng ở trong làng ta đó, thì bạn vào bạn coi cái bài mà tôi viết về cái cây bonsai đó, khi mà nó đã khi tôi đi Việt Nam về đó là coi như là nó chết hầu như là tới 90% rồi. Thì giờ tôi kẹt quá, tôi muốn biết làm sao. Tôi nghĩ rằng nếu mà mình để yên vậy thì nó cũng chết. Thế là tôi đem, tôi cắt hết tất cả những cái lá nào mà chết, tôi cắt hết và chỉ để cho nó trơ trụi, không còn lá nào hết đó. Chỉ còn cành không à. Thế là bắt đầu tưới nước rồi cho nó lại, đâu khoảng mấy tuần lễ sau là bắt đầu nó ra lá trở lại. Thì bạn thấy không, khi mà chúng ta sắp phá sản rồi đó, thì những cái ví dụ như chúng ta đang sống một cách bình thường đấy nha, thì bây giờ khi mà chúng ta sắp phá sản đó, nếu chúng ta vẫn cứ theo cái đà sống đó, đó thì chúng ta chỉ có làm chúng ta khổ thêm thôi. Cho nên chúng ta cần cắt bớt những cành nhánh, có nghĩa là những cái chi phí nào không cần thiết giảm bớt đi. Hay là ví dụ mình làm những cái thường thường cái tâm lý con người ta, tại sao người ta dễ đi tới phá sản, là tại vì người ta làm sai một cái chuyện này rồi, người ta ráng người ta đi làm thêm một cái chuyện khác để người ta bù vào cái chỗ lỗ này, chính cái làm này đó nó mới trở thành nguy hiểm đấy nha, nó mới làm cho mình phá sản. Thành ra giống như khi mà mình bung ra không được thì mình co lại, giống như cây cối nó mọc ra không được thì mình cắt bớt nó đi, mình làm cho nó nhỏ lại, vì khi mà nó không còn lá nữa thì cái chất nước nó lên, nó hút lên được bao nhiêu nó sẽ tích tụ lại, thì coi như vậy nó mới có thể sinh ra được lá mới, đúng không? Thì giống như bây giờ mình đã gần gần phá sản hết rồi, ok chấp nhận bỏ hết đâu có sao đâu, tại tôi đã từng phá sản mà, tôi biết nhà băng ngày nào nó cũng gọi, nó gọi nó nói bây giờ nó gọi tôi có tiền, tôi chưa có tiền trả là chắc chắn là tôi phải trả rồi đó, trước sau gì tôi trả hết đó, tại tôi không có muốn thiếu nợ người ta, trả là tôi sẽ trả anh. Nhưng mà nó không, anh phải trả bây giờ, nó không, anh trả bây giờ là tôi không có rồi đó, giờ anh muốn làm gì tôi đã làm, nhưng mà tôi có là tôi không có, ok. Thế là nó phải chấp nhận, nó chịu chấp nhận là nó lấy ít lại, thay vì thí dụ như cứ mỗi 10 ngàn thì nó chỉ lấy mình là 5 ngàn hay 3 ngàn thí dụ vậy. Thế nó, nhưng mà tôi có thể sẽ trả anh 10 ngàn sao anh không chịu, nhưng mà tại vì nhà băng đâu thế nào cho anh cái thời gian để anh trả 10 ngàn, thôi bây giờ anh trả tôi 3 ngàn đi, tôi chấp nhận, ok rồi nếu vậy thì anh đợi lúc nào tôi có 3 ngàn tôi trả, ok không có chết. Đừng có làm như là giống như là phá sản là một cái gì đó nó sẽ làm cho mình chết, không có đâu, rồi mọi thứ nó cũng trở lại bình thường thôi. Nhưng mà mình phải biết nha, hễ mình thiếu nợ là mình phải trả vậy thôi, mượn phải trả, bây giờ tôi chưa trả được, không trả được, bây giờ các anh có giết tôi cũng không có, lấy gì tôi trả, nhưng mà tôi sẽ có là tôi trả, chắc chắn là trả, cho nên là không có gì mình phải phải chết hết đó. Đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy, bảo đảm thế giới này cái số người phá sản nhiều lắm. Tôi cũng là một người đã từng phá sản, ok, cho nên không có gì phải buồn phiền hết đó. Chuyện phá sản là chuyện giống như ăn cơm bữa thôi, đâu có gì đâu. Chính vì vậy bạn mà đã đặt câu hỏi này dành cho thầy á thì mình cũng đừng có suy nghĩ tiêu cực nha, vì mình còn sức khỏe, mình còn lao động được, có khả năng đến ngày mình cũng sẽ trả nợ được và cuộc sống của Đúng mình vậy, sẽ hơn. chắc chắn là nó sẽ tốt. Dạ, xin cảm ơn thầy. Chúng ta sẽ đến một câu hỏi tiếp theo. Thầy cho con xin hỏi về cách hành trì 42 thủ nhãn trong chú Đại Bi. Quý thầy nào có kinh nghiệm có thể hướng dẫn cho con được không ạ? Có thông tin là phải có người truyền, nếu không sẽ bị tội trộm pháp có đúng không ạ? Hiểu biết của con còn nhiều thiếu sót, kính chúc thầy và các đạo hữu gần xa nhiều sức khỏe. Nếu mà muốn biết 42 thủ nhãn cách hành trì thế nào đó thì cứ đi vào trong làng ta rồi gõ cái chú Đại Bi mà về 42 thủ nhãn, thì trong đó nó có đó mà, đâu có sao. Thật sự ra cái vấn đề mà người ta bảo rằng nó là trộm trộm pháp là nó như thế này, vì ngài Tuyên Hóa khi mà ngài nói về 42 thủ nhãn, ngài không muốn người ta dùng cái đó để mà tu tập, để có thần thông rồi làm những cái chuyện nó nguy hại cho chính bản thân họ. Chẳng hạn như bây giờ đơn giản như vậy, khi chúng ta tu tập được những cái ấn pháp mà có thể sai được quỷ thần, thì lúc này đây là chúng ta thấy chúng ta có quyền không, thấy chúng ta có quá nhiều quyền lực nè, chúng ta muốn thế nào thì quỷ thần phải làm theo thế đó, sai họ giống như là đầy tớ vậy đó. Nên muốn sao là họ phải làm theo vậy thôi. Thế thì bây giờ mình tự thấy là mình quá quá sức là ngon lành phải không? Cái bản ngã của mình nó to đó, nó sẽ tạo ra những cái nghiệp rất là nặng, tới cái lúc cuối đời nó nguy hiểm vô cùng. Ngài là cái người thần thông tự tại như vậy mà cuối đời ngài còn phải trả cái giá rất là nặng nề với những cái oan gia mà gọi là quỷ thần đó.
nặng nề lắm. Đó là lý do tại sao ngài ngài mới nói rằng làm cái đó, đó là trộm pháp. Thành ra tốt nhất chúng ta nên chọn một cái pháp nào đó trong 42 tuổi nhãn đó, rồi trì cái ấn đó, cái chú đó, gọi là pháp ấn đó, thì mình chỉ được một cái đó thôi là tốt rồi. Đừng có đòi hỏi mà làm luôn 42 cái tuổi nhãn thì cái này nó quá đáng. Chỉ có những cái bậc đại Bồ Tát để mà đi hóa độ chúng sanh đó thì mới cần làm cái điều đó. Còn nếu mà mình bình thường không cần phải làm như vậy. Mà cũng đâu phải là chỉ có cái ấn pháp đó thì mới cứu được chúng sanh đâu. Đấy nhá. Có biết bao nhiêu người người ta có tu ấn pháp đó đâu, sao ta vẫn cứu được chúng sanh bình thường. Nó chỉ là một trong những cách để cứu chúng sanh thôi nha. Thành ra các bạn cũng đừng có quá quan tâm với nó. Tiếp lời của thầy thì Nhung cũng xin hướng dẫn một số các bạn mà chúng ta chưa biết cái nhóm làng ta đó là một cái nhóm riêng tư mà các bạn chỉ đang xem kênh Hoàng Kiếp Sơn Channel thôi, thì ở trên Facebook đó, thầy có lập lên một cái nhóm group riêng tư có tên là làng ta. Thì ở trong đó có rất là nhiều những cái hướng dẫn tu tập và thầy giải đáp rất là nhiều trong đấy. Thì các anh chị nào chưa biết cách tu tập thật như thế nào đó về Phật pháp, về tử vi ứng số, đời sống Phật pháp, thì các bạn cứ tập ha, chữ làng ta cũng là xin phép thầy vào trong làng để được học. Không, cứ không xin phép thầy gì hết, cứ vào đăng ký rồi trả lời ba câu hỏi là tự động ban điều hành họ sẽ đưa vô, chứ thầy cũng không có đưa vô. Dạ, hồi nãy nói về cái vấn đề mà trì 42 thủ nhãn để độ chúng sinh đó thầy. Thì cái câu hỏi tiếp theo nó lại liên quan đến nè. Có một cái câu, một cái bạn hỏi như thế này: thầy có thể giải thích cho con hiểu rõ hơn câu phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật được không ạ? Thì phụng sự chúng sinh tức là giống như bây giờ như thầy nè. Có phải là thầy là mỗi ngày là thầy phụng sự chúng sinh không? Từ sáng sớm tới chiều tối, sáng 7 giờ rưỡi thức dậy là bắt đầu trả lời cho chúng sanh dài cho tới 12 giờ hoặc là 1 giờ, thì 2 giờ 3 giờ là bên Việt Nam nó bắt đầu nó đã trễ quá rồi, đâu còn ai thức nổi nữa đâu, đúng không? Thì bắt đầu họ đi ngủ hết, thì lúc đó thầy cũng rảnh rỗi là thầy đi ngủ trưa chẳng hạn, hay là thầy làm những cái công việc của thầy. Rồi tới khoảng chừng 2 giờ 3 giờ là mình có được tới khoảng đâu cũng 4 giờ chiều ha. Thì 4 giờ chiều là bắt đầu, bên này là 4 giờ chiều thì bên kia là 4 giờ sáng, là đã có người bắt đầu nhắn tin hỏi tiếp. Thế là từ 4 giờ sáng, 5 giờ sáng là trả lời dài cho tới 11, 12 giờ đêm. Ok, là có tính ra là bao nhiêu, khoảng chừng cũng 8 tiếng. Từ buổi sáng cho tới là coi như nguyên một ngày, là từ sáng tới chiều là mình chỉ có làm cái việc đó thôi, mình chỉ có mấy tiếng đồng hồ của mình thôi. Vậy là rõ ràng là mình phụng sự chúng sanh là giống như mình cúng dường chư Phật. Thay vì mỗi ngày mình đi tụng kinh niệm Phật gọi là cúng dường chư Phật cái gì, thì bây giờ mỗi ngày từ sáng đâu có ai cũng tụng kinh trì chú gì mà tới 13, 14 tiếng giống như thầy đâu, không có đó. Nhưng mà từ sáng sớm cho tới chiều tối khuya như vậy đó là điều mình đều là phụng sự chúng sanh mà. Vậy là rõ ràng là mình cúng dường chư Phật chứ còn gì nữa, phải không? Thử đó, phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Tại vì chư Phật cũng chỉ để muốn giúp cho chúng sanh thôi, chứ chư Phật có làm gì cho các ngài đâu. Dạ. Cũng giống như là mình đi thiện nguyện vậy đúng không thầy? Nó có hiểu ở trong cái nghĩa này như vậy không? Thiện nguyện đó, thật ra nếu mà nói cái thiện nguyện thì nó chỉ gọi là mình đem cơm áo tới mình cho người ta. Nhưng cái điều cơm áo này đó nó chưa đủ sức để mà nó làm cho một cái người đối diện hay là một người khác có thể thấy được cái đời sống này nó giả tạm, tức là để cho họ nhìn thấy cái cuộc sống này nó cần phải được thay đổi đó. Mà nếu mà mình thay đổi được một cái tư tưởng của một người trong gia đình của họ, thí dụ như họ đang đau khổ đi, mà mình giúp cho họ làm sao để mà họ thoát ra khỏi được cái cảnh đau khổ đó đó, thì cái đó nó hay hơn là mình đi làm từ thiện bằng cách là mình cho người ta ăn. Tại vì mình cho người ta ăn, người ta không hết khổ nha. Mình có, thí dụ mình có cho tiền người ta xài vài tháng rồi cũng hết. Mình cho người ta ăn, người ta ăn vài bữa nó cũng hết. Nhưng mà nếu mà mình cho họ cái pháp đó, họ biết cái cách thức để họ tu, để họ chuyển hóa cuộc đời của họ đó, thì cái này giống như là mình cũng dường chư Phật. Tại vì sao? Vì họ hết khổ. Rồi họ hết khổ rồi đó, thấy giống như trong làng không? Khi họ hết khổ rồi thì họ lại mang cái hết khổ của họ đó, họ đi lại, họ giúp lại cho rất là nhiều người khác học theo họ cũng được hết khổ.
thấy chưa? Cái đó nó mới gọi là cái ánh sáng của Phật pháp đó, nó được sáng hoài, minh đăng mà, nó cứ sáng hoài, nó không có tắt được, gọi là cúng dường Phật pháp. Chứ còn thí dụ mình đi làm từ thiện nó chưa phải là cúng dường Phật pháp. Dạ. Dạ. Dạ con hiểu rõ hơn ạ. Con xin lỗi thầy vì nãy giờ con bỏ màn hình chút xíu, con phải cắm cái cục sạc của cái máy. Chào. Dạ. Chúng ta sẽ đến một cái câu hỏi là cũng gần gần giống cái nội dung hồi nãy, đó là một vị khán giả này thắc mắc rằng là cái việc đi chùa cúng dường xin lễ mang về thì có đúng hay là sai? Ủa cái cúng dường mà xin lễ gì nữa? Chùa thì chỉ có việc là đem đồ ra phát, là ai muốn lấy thì lấy đem về thôi, còn nếu không lấy thì không lấy, chứ có cái vụ mà cúng lễ xin về làm sao? Cái này chắc con là theo con hiểu thì đây nó là thành là hai cái hành động khác nhau. Một á, là đi chùa cúng dường, hai á, là xin lễ đem về. Thì mình làm như vậy, hai cái hành động này là có đúng hay không? Cái chuyện cúng dường là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà cái cách hỏi của người này nó có vẻ là họ, tại vì thường thường đó mấy cái người mê tín dị đoan đó, lúc nào họ cũng mong là họ xin lộc xin lá này kia, những cái đó là thiệt là nó tào lao lắm. Ok, ví dụ cái vấn đề mà mình đi chùa mình cúng dường là cái điều tốt, tại vì ví dụ thầy chỉ nói chuyện đơn giản như vậy, nếu mà mình đi chùa mình không cúng dường thì các thầy ở chùa sống bằng kiểu nào? Đã. Thành ra muốn để cho các thầy sống thì bắt buộc phải có ai đó cúng dường. Mà bây giờ thí dụ như cái chùa đi, cái chùa muốn sống được thì cái chùa cũng phải có ai đó cúng dường để mà tam bảo cho riêng chùa thì chùa mới có thể sống được, đúng không? Nhưng mà bây giờ mấy anh thầy chùa ảnh cũng độc lắm. Tại sao mình dùng mấy cái chữ anh thầy chùa? Đúng là thầy chùa là mình phải dùng là thầy chứ, đúng không? Nhưng mà tại vì nó có những anh thầy chùa, mấy anh thầy chùa này là anh nghĩ là như cái cách mà để anh dụ người ta anh kiếm tiền hay lắm. Chẳng hạn như là ảnh làm lễ này lễ kia đủ cách để mà ảnh kiếm tiền, mục đích là nhìn vào cái cách gọi là kinh doanh hơn là cái cách tu học. Đã, thì mà mấy anh đó thì mình phải gọi là mấy anh thầy chùa, chứ mình không thể gọi là thầy chùa được, tại vì thầy là nó phải xứng đáng với một cái vị thầy, đúng không? Mình làm cái gì mà nó đúng với cái chức năng của thầy thì mới gọi là thầy á, còn không mình gọi bằng anh thôi. Thầy muốn chọc vậy đó, để cho mấy thầy nào mà coi biết nhột đó thì mình về bỏ cái tánh xấu đó đi nha. Mình đã mang cái chức làm thầy thì mình phải xứng đáng cái chữ thầy, tại cái chữ thầy nó nặng lắm, chứ không phải nó bình thường đâu, không phải nó đơn giản. Bởi như thầy đâu có muốn nhận ai làm đệ tử hay là thầy muốn xưng thầy với ai đâu. Người mà thầy xưng thầy đó là người thầy phải thấy thầy xứng đáng làm thầy của người đó thầy mới dám nhận, còn không tuyệt đối không nhận, họ có kêu thầy cũng không nhận. Thành ra mình cái vấn đề mà đi xin lộc mà đem về đó là cái đó là nó không nên, trừ phi là chùa gọi là thân thiện quá rồi không ai lấy hết nhiều quá không biết làm sao thì ok, năn nỉ quá tôi xin về tôi đem về tôi ăn dùng cho chùa thì cái đó thì ok, còn bảo rằng là mình đem về để mình ăn để mình được lộc hay gì đó là không nên. Nói chung là những cái gì ở chùa họ tặng thì mình nhận, còn không thì thôi, chứ cũng không xin không sợ gì hết á, mấy cái đó nó cũng tốt. Không nên, tức là nó không có một cái tác dụng gì may mắn, hay là mình không nên làm cái việc hoàn toàn nó chỉ có lợi, chỉ có không may mắn chứ không có cái gì gọi là may mắn hết. Tại vì cái gì của chùa là của bá tánh, mà của bá tánh á, thì mình phải lấy cái tâm hoan hỷ mình nhận về thì gọi là không xấu, chứ còn bảo là có lợi là chị dĩ nhiên là không có cái lợi gì cho mình á. Đưa cho đồ của chùa là không nên đem về, nói chung là không nên. Nhưng mà thì tội mấy thầy, thấy mấy thầy năn nỉ quá giờ đem không mình không ăn thì họ bỏ nó uổng, vì cái tâm của mình là không muốn uổng đồ của bá tánh mình mới ăn dùng. Nó khác, thấy chưa? Do cái tư tưởng chảnh mà mình phải chảnh vậy mới được, chứ không phải là mong để đem về kiếm lộc, cái tư tưởng đó là nó đã sai rồi. Dạ hiểu rồi ạ. Thầy ơi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi này là thuộc dành cho một khách hàng, con xin lỗi, dành cho một quý vị khán giả may mắn sẽ được thầy lên quẻ và giải đáp. Tức là nãy giờ là mình hỏi hết 18 câu rồi à? Dạ. Wow, hay vậy. Rồi ok. 20 câu luôn đấy ạ, tại con có thêm 2 câu ở comment ngày hôm nay đó là 20 câu. Rồi. Dạ. Giờ động tâm là 20 giờ 40 phút ngày 19 tháng 9 là tối hôm qua, lúc mà thầy và thầy đăng live á. Rồi 20 giờ. 20 giờ 40. 40 rồi. Dạ.
Em được chuyển qua nhận một vị trí công việc mới nhưng bản thân thấy tương lai mờ mịt quá. Thầy cho em hỏi tại môi trường mới này có vẻ tốt với em không? À, đọc lại câu hỏi đó. Để tức là người này đã được qua một cái môi trường mới rồi nhưng mà cảm thấy mờ mịt. Dạ đúng. Như vậy là cái câu hỏi là cho biết rằng cái môi trường nó có tốt cho người đó hay không. Dạ. Ủa, đã thấy nó mờ mịt rồi sao còn hỏi tốt hay không ta? Cho có một cái tia hy vọng đó thầy. Cái bây giờ đã qua rồi thấy nó mờ mịt quá, giờ con thầy cho một tia hy vọng. Nhung thông minh. Công nhận hỏi đọc thiệt. Rồi, ok. Hay nha. Đây tỉnh bảo rằng là sự vị khoan tâm bất an, nghi lự cửu thủy an nhiên. Tức là việc thì nó chưa có khoan. Xin lỗi, việc thì nó việc chưa khoan mà tâm thì chẳng có yên, ngờ lo lâu ngày mới yên được. Tức là cái này là cho thấy rằng là lâu à, Nhưng lâu chắc lắm cũng mới sẽ được ăn vui. Tức dạ. là nó sẽ được, tại cái mình theo cái quẻ là mình thấy rõ ràng là ngày ngờ lo lâu ngày mới được an yên, thấy chưa? Thì mình biết rằng đó là cái việc nó đã xong rồi, tức là cổ đã qua bên kia rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ lại tâm nó không có được an, thành ra là còn rất là nhiều lo nghĩ, thì cái này đó nó phải một thời gian lâu sau mới được. Cái vấn đề là cô có chịu nổi tới đó hay không. Nó mới là vấn đề. Cái ngày là ngày 19 lúc 20 giờ 40 phút đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi để thầy thầy hoan hỷ xem thêm một cái cách khác nữa, thử xem có thể rộng đường nói cho cô biết hay không. Thì cái này đó nó cho thấy rằng mệt lắm, khó khăn, nhưng mà rồi cũng sẽ có một lúc đó cổ cảm được cái nơi đó. Nhưng mà tóm lại là nó không có được, nghĩa là không có được tốt giống như là cổ mong đợi. Dạ. Muốn mà được tốt đó thì cổ sẽ mệt vô cùng. Dạ. Tức là mình phải bỏ cái công sức mình ra nó quá nhiều. Thì đại khái là tâm mình không an nhưng rồi nó cũng được, mà cái thời gian cũng được này nó phải lâu, chứ không thể mình muốn mau mà nó được. Nhưng mà cho dù là nó có lâu đi nữa thì cái công sức mà mình bỏ ra đó nó cũng rất là nhiều đó. Cái mình có rộng đường để mình giải đoán hơn cho đương sự. Thành ra cổ nên cổ nên xem xét lại là cái thời gian cổ có chịu nổi, bây giống như thầy nói nãy nó cái vấn đề là cuối cùng cũng được nhưng mà có chịu nổi không. Chỉ sợ là tới đó sức không chịu nổi. Tại vì cái mục đích của chị Trần Thị Lâm này á, thì muốn hỏi rằng cái môi trường mới này thì có tốt với bạn hay không, thì hồi nãy thầy cũng có giải đáp rồi. Chắc chắn là công việc mới nào cũng rất là khó khăn, thậm chí đây khi mà quẻ lên á, thì nó cũng không được là suôn sẻ. Tuy nhiên cuối cùng á, thì nó cũng có một cái chiều hướng tốt. Tuy nhiên để đạt được cái điều này thì phải mất một cái thời gian và công sức là cũng khá là nhiều. Còn Mất cái rất nhiều công sức. bạn có chọn để đầu tư cho công việc này hay không là do bạn. Còn quẻ lên là như thế thôi đúng không ạ? Có nghĩa là người thông minh đó là người ta thấy cái gì khó quá thì bỏ qua. Đối với người thông minh là nó vậy đó. Thầy mà hãy ai hỏi cái gì hay làm cái gì mà thấy khó quá, ôi thôi tạm thời mình bỏ qua đi, mình để cái lúc khác mình làm. Hình rồi. Thưa thầy và cũng thưa tất cả quý vị khán giả đang theo dõi livestream, chúng ta cũng đã trò chuyện với thầy là gần 90 phút rồi và cũng giải đáp được khoảng 20 câu hỏi. Những cái gì còn tồn đọng của livestream tối hôm qua, chắc là đến là bây giờ thì Nhung cũng xin phép được gửi lời tạm biệt đến thầy Hoàng Quý Sơn cũng như quý vị khán giả đang theo dõi livestream vào sáng ngày chủ nhật ngày hôm nay. Rồi, rất là hoan hỷ là mình đã làm tròn bổn phận, tức là mình đã làm hết tất cả những gì mà mình có thể làm nha. Khỏi có không ai có muộn phiền hết, và mong rằng đó là
những cái chương trình của mình nó thường là mình sẽ làm một lần thôi chứ không phải cần làm hai lần giống như vậy. Tức là mình gom lại để cho nó vô một lần thôi. Nhưng mà lâu lâu thầy nghĩ thầy với con làm gì cũng vui mà, đúng không? Dạ. Yeah. À, trước khi mà rời khỏi màn hình thì Nhung cũng xin tất cả quý vị đang theo dõi chúng ta bấm vào nút like của trang Hoàng Tiến Sơn Channel, cũng như là bấm dùng cái nút share của cái live stream này để giống như hồi nãy mình nói gì ta, phụng sự chúng sinh, là đang chúng dừng cái việc mình truyền tải cái thông tin về tu tập trong những cái live stream của thầy Hoàng Tiến Sơn, cũng là cái việc chúng ta đang phụng sự chúng sinh. Yeah. Và thầy cũng nói cho Nhung và mọi người biết như vậy nè. Tại vì có nhiều người người ta sẽ đặt ra câu hỏi là ủa tại sao mà ngày nào thầy ngày nào cũng ra rã nói có một việc một mà thầy nói hoài thầy không thấy chán. Thấy không? Tại vì ngày nào thầy cũng nói ra rã chỉ có một việc thôi. Đó. Mà không thấy chán là tại vì vẫn còn giúp được nhiều người cho nên không thấy chán. Tới cái ngày nào mà nói mà cảm thấy là ủa sao mình nói không ai nghe vô nữa hết vậy ta, lúc đó là bảo đảm là chán, đi làm chuyện khác. Còn bây giờ thì vẫn chưa thấy chán là tại vì họ vẫn còn rất là nhiều người chưa biết mà, nhiều người còn muốn nghe lắm, cho nên mình nói hoài mà không chán. Dạ. Yeah. Thế thì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 21 giờ thứ bảy, 21 giờ Việt Nam nha, thứ bảy, và cũng ngay trên cái kênh này luôn. Quý vị hãy theo dõi nhé, và cảm ơn tất cả đã tham gia. Và xin chào tất cả các bạn ở Việt Nam, thì xin chúc các bạn một ngày mới an lành. Và nếu mà các bạn ở Mỹ hay là ở các nước khác thì xin chúc quý vị một đêm được một đêm tối an lạc, tức là đêm ngày sáu thời đều an lành nha. Dạ. Bố Phật xin chào tất cả các bạn. Xin chào con, chào Nhung. Dạ con xin chào. Trời.